mươi 1841, thành chủ đại nhân gặp gỡ lần đầu. Cút con mẹ nó đông ba thành thành chủ. Hắn coi là cái đích gì? Dám cùng lão tử đối đầu. Mượn thiên cho hắn làm đảm. Thành chủ đại nhân quát lên như sấm, hoàn toàn là không có thể ngăn chặn, không lựa lời nói. Nói không chừng lần này chính là hắn sau lưng sai sử, muốn xem lão tử chê cười. Mẹ mày! Giết cho ta! Đuổi theo liền giết! Một cái cũng không ở lại. Tình ta tính sổ, chỉ cần tiểu tử dám đến, lão tử tươi sống nuốt hắn. Thành chủ đại nhân điên rồi, nghĩ đến mình đón nhận sở thần y tặng hảo ý, vốn định tới có thể nổi một khoản tiền của phi nghĩa. Lại chỉ lấy được một cái trống rỗng sân, một quả thủy vân tệ cũng không có. Xong, hiện tại toàn thành trên dưới tất cả mọi người biết, tự mình tới tịch thu không có lý ra gia sản, nhất định là muốn phát đại tài. Tử hà thành rất nhiều, bởi vì không có tiền không cách nào tiếp tục công trình đều chờ đợi khởi công hiện tại khắp mọi mặt quan viên đã đem hạng mục trình báo bề ngoài bò vào mình, trên bàn thượng. Tất cả mọi người mắt hi ha mong đợi mình tịch thu không có lý ra ra sản trở, về. Nghĩ đến nơi này, thành chủ đại nhân một lòng đều ở dỉ máu, sau khi trở về, tin tưởng mình vô luận nói không có gì cả dùng, cho dù đem người tới lý ra, tự mình xem xét cũng vô dụng, bởi vì, không có ai sẽ tin, cho dù chu tướng quân đám người cho mình làm chứng, có người sẽ tin sao. Tê dại, nhạ một cái bự gia tộc cho các ngươi vây lại nhà, kết quả là nói một câu gì cũng không còn tịch thu đi ra ngoài. Tự xong việc, lời như thế, lừa gạt quỷ đô không tin, các ngươi đám người này, tất nhiên là thành chủ đại nhân cho các ngươi chỗ tốt, ngăn trận miệng. Đáng thương lão tử một mao tiền cũng không còn phân ra. Đúng vậy, thành chủ phủ đang chờ trực các tuyệt đối sẽ nghĩ như vậy, nhất định sẽ nghĩ như vậy. Ừ, lão tử một phân tiền chỗ tốt không có, các ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình. Muốn xong đời mọi người cùng nhau đi tong, một cái xử lý không tốt, một phong phong dơ báo sẽ giống như là ghim lên đôi cánh loại hướng bay đi lên trên xuống giám đốc cơ cấu từng cái từng cái quan tài bản mặt sẽ một nhóm nhóm xuống tới tìm phiền toái coi như mình thật sự là thanh thiên đại lão gia cũng nhất định sẽ tra mắc lỗi huống chi mình căn bản không phải trên mông đít tuyệt đối không có làm như vậy sạch lúc này có thể thật sự là muốn tai nạn chết người a thành chủ đại nhân hội này mặt cũng tái rồi lần này tử lão tử coi như là tiêu đời rồi không nghĩ tới lão tử đầu tiên là kê kê không được hiện tại vận làm quan cũng mau chấm dứt còn có dường như của mình thì sinh cũng có thể có thể có toàn bộ mất đi sao nói cách khác làm nam nhân niềm vui thú gì cũng không còn thành chủ đại nhân lửa giận trong lòng ngập trời lý ra các ngươi lại dám như vậy hãm hại ta ta coi như là muốn chết cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng một đạo hồn đi cửu tuyền thành chủ đại nhân xuống quyết quyết trí thể không rời làm sao bây giờ đại nhân hiện tại chu tướng quân vẻ mặt đưa đám làm sao bây giờ thu đội tức thì thu đội thành chủ đại nhân sắc mặt khôi phục trong trèo lạnh lùng thu đội chu tướng quân ngạc nhiên không thu đội ở chỗ này uống tây bắc gió không được hoặc là chu tướng quân ngươi nghĩ từ nơi này đào đồng thổ lũy ở một mình ngươi mộ phần thượng thành chủ đại nhân dốc cạn cả đáy nổi giận gầm lên một tiếng phẩy tay áo bỏ đi chu tướng quân vuốt đầu mình nhìn đã đi không thấy thành chủ đại nhân vẻ mặt không cam lòng thu đội hãy thu đội hung cái gì hung bổn tướng quân là không có chết đây, nơi nào đến mộ phần. Trong mấy ngày này, thành chủ đại nhân vẫn đều ở nghĩ biện pháp, ngồi chờ chết thì không được. Không làm sao được, việc cấp bách chính là trấn an bọn thủ hạ, duy có chức bình phục những người này cảm xúc, mới có thể tranh thủ thời gian, vãn hồi cục diện, nếu là có thể ở thời hạn, đem lý ra để giành đuổi trở về, hết thảy cũng có thể bình phục tới đây, một đội nhân mã trở về tới, hai đội trở lại, đánh chặn đường lý ra người phải không ít, nhưng đoạt lại đồ, Thật thật tại tại để cho thành chủ đại nhân có giết người vọng động, đem lý gia mấy vị cao thủ thi thể thu thập hạ xuống, kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật, mới phát hiện lý gia tổng cộng 3 miếng, trong đó một quả đã theo sở thần y kiếm nổ tung, khác hai quả cũng nhận được thành chủ trong tay đại nhân, vừa nhìn thấy bên trong kia còn không bằng hai cái dương lớn không gian, thành chủ đại nhân nổi giận gầm lên một tiếng, giá tiền ngẩng cao hai chiếc nhẫn chữ vật tự bay vào thành chủ phủ nhà xí hô phân. Điều này cũng đưa đến thành chủ đại nhân qua hai ngày tỉnh táo lại sau hối hận đặc biệt phái ra rất nhiều nô bộc đi đào nhà xí khi đó thành chủ đại nhân nghèo điên rồi hai chiếc nhẫn chữ vật cũng không ít tiền đây đây là nói sao không đề cập tới tiền tài nửa điểm không có đuổi trở về nhưng người nhưng vô luận như thế nào muốn chấn an nhất định phải làm làm ra một bộ tài đại khí thô chiếm đại tiện nghi bộ dạng cho mọi người phân chia hoa hồng a bằng không ô ô ô không được cũng thành chủ đại nhân hung hăng tâm vô kế khả thi dưới cũng chỉ tốt đem thành chủ phủ khố phòng mở ra trực tiếp vận dụng công khoản cho mỗi người phát chút ít tài vật coi như là phân ra hồng phủ kho căn bản không đủ thành chủ đại nhân đem mình những năm gần đây tích quán tiền riêng tất cả cũng dán ra cùng tạm thời đem miệng cũng cho ngăn ngừa đều đại hoan hỉ một ngày về phần những công trình kia ừ thành chủ phủ đang đang suy nghĩ hơn nữa cũng muốn tính toán vẫn còn tạm thời áp sau sao tới ở hôm nay trận này có nhận thức ừ bữa tiệc Nghĩ tới chuyện này, thành chủ đại nhân liền không nhịn được muốn đánh miệng của mình tử. Tê dại, hiện tại chính là một phân tiền cũng muốn bài hai nửa hoa thời điểm, còn con mẹ nó xếp đặt buổi tiệc. Rượu và thức ăn tiền muốn từ đâu tới đây? Chẳng lẽ muốn dùng kê kê mua sao? Cho dù có thể được, nhưng là lão tử cái kia nói mà hiện tại cũng không đáng giá. Nếu là từ lão bà nơi đó hàng xóm, ai, đừng nói nữa. Hai năm qua lão tử đã phát triển đến chỉ cần thấy đến lão bà giống như là chuột thấy mèo một loại không có lo lắng, muốn từ kia phụ nữ có chồng nơi đó lấy ra tiền trừ phi là tai nạn chết người vẫn còn không nên nghĩ con đường này điều này cũng không được vậy cũng không được thành chủ đại nhân trực tiếp vô kế khả thi đều nói là một đồng tiền làm khó anh hùng hán nhưng bây giờ là một bàn tiệc rượu làm khó một vị thành chủ chẳng lẽ lão tử đường đường thành chủ còn có thể xen lẫn đến muốn ký sổ trình độ không được sao nhưng là muốn hủy bỏ rồi lại hủy bỏ không được duy có kiên trì tiếp tục tiến hành sao như đứng đống lửa như ngồi đống than tựu như đứng đống lửa như ngồi đống than sao ta giọt trời ạ lão tử nói như thế nào cũng là đứng đầu một thành làm sao lại xen lẫn đến loại này thiên địa rồi sao đáng hận lý ra bất kể thành chủ đại nhân như thế nào không tình nguyện ngày này đúng là vẫn còn đến sở dương ở cửa tự gặp được đặc biệt chờ trực hắn hoa tứ gia ờ sở đại thiện nhân tới hoa tứ gia nụ cười chân thành mở ra tiểu cười giỡn Sở Dương ha ha cười một tiếng, hoa tứ gia cần gì nâng cao sở mỗ. Người nào không biết giang đông hoa gia trạch bị thương sinh. Ta đây chút ít làm vừa bị cho là cái gì? Hoa tứ gia cười ha ha. Bình thường là lớn gia tộc, lấy tu cầu lót đường, hành thiện tích đức một loại, tranh thủ công chúng ánh mắt, kiếm lấy danh tiếng việc thiện, cũng là phải cần thiết. Mặc dù lớn nhiều chẳng qua là mặt ngoài công phu tỉ như, chu kỳ tính phát cháo miễn phí, thỉnh thoảng phải đưa qua mùa đông quần áo vân vân, nhưng là hiểu rõ xác thực xác thực trợ giúp không ít người chớ lấy tiểu thiện mà không vì đạo lý ngay tại ở này chuyện được copy tại dĩ nhiên tiểu thiện không che đại ác những gia tộc này ngầm nam trộm nữ kỹ nữ không chuyện ác nào không làm hoạt động nhưng cũng không phải là thường nhân sở có thể biết hoa tứ gia thân mật vỗ sở dương sóng vai đi vào thấy thành chủ đại nhân thời điểm sở dương cơ hồ muốn cười tràng không phải là sở dương định lực không đủ mà là thật sự không có biện pháp không cười vừa nghĩ tới mình đưa đại nhân tình còn muốn nghĩ hổ ca trộm cắp cướp bóc trở về vật sở hữu sau đó lại liên tưởng đến vị này thành chủ đại nhân sở đeo cự đại hắc tung sở dương thật sự là rất đồng tình rất đồng tình vị này thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân rõ ràng cho thấy có chút gầy gò hơn nữa loại này gầy gò hoàn toàn có thể nhìn ra được hay là tại một hai ngày trong lúc kịch liệt địa gầy xuống tới thành chủ đại nhân mất hứng đây cũng là mọi người tất cả mọi người có thể nhìn ra được nghiêm mặt nhướng mày vẻ mặt sinh ra chớ gần một ít cổ bồng bột lửa giận tựa hồ muốn từ kia phương chính ót mà thượng thiêu đốt đi ra ngoài Bình tĩnh mà xem xét, thành chủ đại nhân nếu là không như vậy nghiêm mặt, thật ra thì vẫn còn rất nho nhã, rất có điểm quân tử nho gió. Hoa tứ gia thân phận đặc dị, là ở chàng số ít không cần quan tâm thành chủ đại nhân có cao hứng hay không tồn tại, lôi kéo Sở Dương thẳng đi tới. Sở huynh đệ vị này chính là Tử Hà Thành Văn thành chủ. Hoa tứ gia nhiệt tình giới thiệu, "Văn thành chủ, vị này chính là trong mấy ngày này ở Tử Hà Thành thanh danh lên cao Sở Dương, Sở huynh đệ, Sở thần y, Sở đại thiện nhân." hoa tứ gia giới thiệu huống chi đem mỗ diêm vương gần đây lấy được danh hiệu nhất nhất nói ra văn thành chủ quay mặt lại hẳn là sinh sôi địa cứng rắn nặn đi ra vẻ sảng lãng nụ cười thì ra là tiên sinh chính là sở huynh đệ đến tiểu huynh đệ xin mời ngồi mọi người người mình ngàn vạn không nên khách khí cho dù thành chủ đại nhân hội này trong lòng như thế nào mất hứng nhưng sở dương lúc trước dù sao cũng là đưa cho hắn một cái đại nhân tình mặc dù chuyện này cuối cùng kết quả là câm ăn hoàng liên nhưng ở trong mắt người ngoài sở dương nhưng là thực được huệ địa đưa cho thành chủ đại nhân một phần, phú khả địch quốc tài phú, cho nên thành chủ đại nhân mặc dù thấy sở dương, trong lòng giống như ăn cứt một loại khó chịu, nhưng vẫn không thể không cười mặt đón chào một người chiếm lớn như vậy tiện nghi, lại ngay cả nụ cười cũng keo kiệt. Người người này cũng quá không có phẩm đi, sau này còn ai dám cùng người gặp gỡ. Huống chi, thành chủ đại nhân đang nhìn thấy sở dương một khắc kia, cũng nhớ tới hoa tứ gia nói, vị này sở thần y, hoàn chân như, thần y đây không dối gạt văn thành chủ, tiểu đệ bị quả nhân chi bệnh ngủ nhiễu hồi lâu. Chính là sở thần y trị tốt, diệu thủ hồi xuân, dựng xào thấy bóng. Nhìn một cái, hoa tứ ra khuôn mặt cũng là huyền diệu, cùng tự ra khỏi nam nhân này bí mật sỉ nhục nhất chủ đề. Chẳng lẽ còn không thể tin sao? Cho nên, văn thành chủ đối với sở thần y kỳ vọng cũng là rất lớn tích. Ừ, chính là không biết nên làm sao cùng vị này thần y nói sao. Thành chủ đại nhân nếu thích ra khỏi thiện ý, sở dương nhất định là phải bắt được cơ hội, nghe tiếng đã lâu thành chủ đại nhân đại danh chính là trải qua thiên vĩ địa tài định nước an bang tuấn ngạn hôm nay vừa thấy quả nhiên là tư thế oai hùng hùng phát gặp mặt càng hơn nổi tiếng danh bất hư truyền ha ha tiểu huynh đệ thật sự là quá khách khí văn thành chủ cười to tiểu huynh đệ không cần khách khí như thế tên của ta gọi đồng đông lai sở huynh đệ gọi ta văn đại ca là tốt rồi kia làm sao dám làm làm thích đáng được hoàn toàn làm được tiểu huynh đệ là thiếu niên anh hùng, có thể cùng tiểu huynh đệ tương giao, chính là văn mỗ với cao. Không dám, không dám. Tự chỉ là một gặp mặt, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, các hữu mục đích là hai người đã tốt giống như mật dặm điều du. Chương 1842, cố ý bồi dưỡng, đặc thù đãi ngộ. Cái kết quả này đại khái là hai bên cố ý hơi bị, hoa tứ ra thấy, không tự chủ thở vào nhẹ nhõm. Xem ra, này lượng người đã đón đầu, kế tiếp tự xem một chút mình tại sao cho an bài một cái cơ hội, Chị liệu thành chủ đại nhân quả nhân chi bệnh, chỉ cần thành công, mục đích của mình tự có hy vọng. Lúc này, Kim gia cùng Ngô gia hai nhà người cũng lục tục tới miệng đối với này hai nhà người tới, thành chủ đại nhân cũng chỉ là lãnh đạm địa đánh cái bắt chuyện, nhưng ngay sau đó tự chào hỏi vào mọi người tịch. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, vừa ăn vừa nói chuyện, hai gia gia chủ cũng như rơi trong mộng. Tiến vào phòng khách, lại càng rất lớn lấy làm kinh hãi. Bên trong tổng cộng cũng chỉ có một tờ nho nhỏ cái bàn, bói nhỏ trên mặt bàn, bày biện mấy nho nhỏ địa bàn tử. Nho nhỏ trong mâm, toàn bộ là nho nhỏ rau cỏ. Bạn đang đọc truyện tại dường như gật liên tục váng dầu mà cũng không có. Về phần các tùy tòng, sớm bị thành chủ phủ người chạy đi ra ngoài, chẳng lẽ ở chỗ này còn lo lắng bị ám sát không được sao? Cũng trở về đi thôi, cũng trở về đi thôi. Dĩ vãng văn thành chủ có thể là cái rất đùa bỡn mặt mũi người, các tùy tòng bọn cận vệ bọn hộ vệ đều có tương ứng tiệc rượu chiêu đãi, hôm nay đây là động rồi hai gia gia chủ trong lòng âm thầm giật mình, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì chúng ta không biết chuyện ngoài ý muốn rồi? nho nhỏ dạ yến, thật sự không được kính ý. văn đông lai thành chủ nhiệt tình nâng chén, tất cả mọi người là trong lòng một trận cao mày, hoàn chân thật là không được kính ý, tuyệt đối là không được kính ý a. À? nhìn này một bàn rau cỏ, gật liên tục thức ăn mặn cũng không có, mẹ kiếp, tin tưởng ta nhà đê tiện nhất xích bói dịch cũng so sánh với cái này ăn ngon sao? chẳng lẽ này bỗng nhiên nhưng thật ra là nhớ lại khổ tư sách. Ừ, để tỏ lòng bổn thành chủ đối với chư vị thân cận ý, đây là phu nhân bàn tay trắng nõn rau xanh xào chút thức ăn. Văn thành chủ sảng lãng cười, "Chư vị, lại tới đây tựu cũng không phải là ngoại nhân, chư vị nhưng là trừ ta ở ngoài, duy nhất có thể nếm đến tiện nội thủ nghệ. Mời, mời, ngàn vạn không nên khách khí." Không hổ là thành chủ, một câu nói nói rằng không chỉ có đem cuốn bách che giấu hơn nữa thoáng cái đám đông kéo thành thân bằng hảo hữu vị trí kim gia gia chủ là một diện mục phương chính trung niên nhân mi thanh mục tú chợt nhìn qua đó là một thân tránh khí khí độ nhiễm nhân miệng nhưng đáy mắt thỉnh thoảng hiện lên âm lãnh phong mang nói toạc ra hắn tuyệt không như ngoài mặt như vậy hiền hòa tránh nghĩa mà ngô gia gia chủ là một tròm dâu dê tử tiểu lão đầu mà một loại còm nhom nhưng trên người tự nhiên cụ có một loại cấp trên vênh mặt hất hàm sai khiến khí độ sở dương chỉ nhìn lướt qua đối với này hai gia gia chủ có đại khái ấn tượng, tự cúi đầu. Nhưng ngay sau đó thành chủ đại nhân nhiệt tình địa tự mình vì mọi người làm giới thiệu, dần dần lời nói thật vui. Nhất là hoa tứ gia, thân phận mờ ở chỗ này, nhận lấy hai gia gia chủ phá lệ lễ ngộ. Sở dương làm tân tấn nhân tài mới xuất hiện hai gia gia chủ, cũng có ít nhiều đề phòng lòng, cử chỉ có độ, khách khí có thừa, đề phòng mơ hồ, thân mật cũng là tuyệt đối chưa đầy. Lần này mời chư vị, liền là vì tử hà trong thành gần đây phát sinh một ít chuyện rượu không quá ba tuần, thành chủ đại nhân tự nói ra triệu tập lần này hội nghị mục đích cho ở, vốn là hội nghị nội dung dĩ nhiên, không phải là như bây giờ tử. Nhưng có chuyện xảy ra để cho thành chủ đại nhân nghèo rớt mồng tơi, chân chính hai tay áo thanh phong, cho nên sớm định ra kế đánh, bị buộc hủy bỏ. Về phần dưới mặt là tối trọng yếu tự nhiên chớ quá cho vơ vét của cải. Chuyện thứ nhất, chính là lý gia tiêu diệt. Thành chủ đại nhân nhìn một chút sở dương, nói, lý gia tiêu diệt sau, như vậy một mảng lớn tòa nhà, cũng không thể chống không, không biết trừ vị người nào có hứng thú tiếp nhận, nói rất đúng người nào có hứng thú, nhưng ánh mắt lại là chỉ nhìn Sở Dương, Kim Gia, Ngô Gia, Hai Gia gia chủ cũng là rất thức thời không có nói tiếp, hai nhà cũng biết nếu là mình tiếp nhận, không những khác một nhà tuyệt đối sẽ không vui mừng thấy, thành chủ đại nhân cũng chắc là không biết đồng ý, hiện tại thành chủ đại nhân nói rõ là bồi dưỡng vị này Sở Thần Y thượng vị, khiến cho Tử Hà thành gia tộc thế chân và không tới mất nhất định, Sở Dương ho khan một tiếng nói thành chủ đại nhân, tại hạ cũng là có ý định này, nhưng hiện tại thương xúc trong lúc, nhưng cũng thấu không ra nhiều như vậy. Khụ khụ, tử hà tệ a. À. Văn Đông Lai mỉm cười nói, nhưng không biết sở huynh đệ có thể thấu được ra bao nhiêu. Xin hỏi kia tòa nhà, quan gia cho ra mua bán giá tiền là bao nhiêu đây? Sở Dương cũng không ngu, định tại chỗ hỏi giới. 40 vạn, tử hà tệ. Thành chủ đại nhân vươn ra bốn ngón tay đầu. Đây là mở tên sư tử đại trương miệng. Hay hoặc là nói là giao giá trên trời. Kim gia gia chủ cùng Ngô gia gia chủ không khỏi cũng là bĩu môi. Quan phủ đem Lý gia sở có đồ cũng đem không, cũng chỉ còn lại có một cái nhà không tòa nhà, lại còn muốn bán ra 40 vạn tử hà tệ đích thiên giới. Đây chính là giá trị 40 vạn ức thủy vân tệ, kia phá tòa nhà, nữa như thế nào đánh giá cao, cũng là tuyệt đối bán không hơn 10 vạn tử hà tệ. Nhưng Sở Dương rõ ràng ở trầm ngâm, cánh giường như là ý động, xuyên, hai gia gia chủ không khỏi trong lòng nhìn có chút hà hê, chẳng lẽ cái này coi tiền như rác muốn lên cái móc quả nhiên, sở dương nói chuyện. 40 vạn cái giá tiền này chỉ sợ là có chút mắc. Bất quá, nếu là có thể hợp với chung quanh thổ địa cùng đi ra bán. Còn có lý do vốn là làm ăn mua bán cửa hàng. Cùng nhau tiếp nhận lời của, mấy cái chữ này thật cũng không coi là như thế nào không hợp thói thường. Sở dương trầm ngâm. Cho dù cộng thêm những thứ kia cũng đáng không được 10 vạn tử hà tệ. Huống chi là 40 vạn chi cự. Cái này sở thần y xem ra chính là ngu thiếu. Hơn nữa còn là tốt cao theo đuổi xa, vọng tưởng muốn cùng chúng ta địa vị ngang nhau ngu thiếu. Ngươi gì cũng không có, liền một cái thủ hạ cũng không, cho dù danh nghĩa có những thứ kia, vừa có ích lợi gì. Người nào thay ngươi quản lý, hai gia gia chủ trong lòng mắng to ói cái rãnh, nhưng ngoài mặt tự nhiên là cái gì cũng không nói. Thậm chí ngay cả đám ti vẻ mặt cũng thiếu phụ. Ừ, nếu là sở huynh đệ cố ý, cứ như vậy quyết định thật cũng không phương. Văn thành chủ thật cao hứng. Tổng cộng cũng chỉ trị giá mấy vạn tử hà tệ đổ thoáng cái bán 40 vạn đang có thể giải quyết khẩn cấp, tâm tình tự nhiên là sảng khoái vô cùng. Nhưng ta hiện tại không có nhiều như vậy. Dưới mắt nhiều nhất chỉ có thể lấy ra hòa. 10 vạn tử hà tệ. Sở dương vẻ mặt làm khó, những thứ khác chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian quay vòng, không biết đánh trước còn thiếu con có được hay không. Chán. Mọi người cùng nhau ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó sẽ hiểu. Sở dương ý tứ, hàng này, rõ ràng chính là nghĩ lấy 10 vạn tử hà tệ, ăn tới lý ra phía ngoài sở hữu mua bán. Đánh phiếu nợ, còn dư lại 30 vạn, chỉ sợ là tính toán chối cải. Hai gia gia chủ trong lòng nhìn có chút hả hê, thằng ngốc này thiếu, ngươi còn không biết thành chủ đại nhân cái gì tính tình sao. Phiếu nợ. Ngươi chỉ cần để xuống phiếu nợ, kia cũng chỉ có thể nhiều lấy ra, mà tuyệt đối không thể nào thành công quỵt nợ. Chúng ta cùng vị này thành chủ đại nhân nhưng là đánh bao nhiêu năm giao tế. Không thành vấn đề. Văn thành chủ rất sảng khoái, ta tin được ngươi. Thầm nghĩ, ta tin được ngươi, nhưng thủ hạ không tin được ngươi, một tuần tự đi qua đi đòi một lần. Có bao nhiêu đòi bao nhiêu, năm này tháng nọ đi xuống đừng nói 30 vạn, 300 vạn cũng đòi được trở lại. Như thế tự đa tạ thành chủ đại nhân tín nhiệm. Sở dương rất cao hứng đạo tạ ơn, trong lòng một tảng đá cuối cùng rơi xuống. Lão tử cuối cùng là chân chính có một khối đặt chân đất. Hơn nữa còn là cũng khá lớn đặt chân đất. Hơn nữa còn tiếp giáp mục tiêu cuối cùng từ Hà Vương Phủ. Nhưng ngay sau đó thành chủ đại nhân vừa tiến hành một phen trước mặt thế lực phân chia, thanh sắc điều lệ nói mấy câu cảnh cáo nói, sau đó còn nói thành chủ phủ hiện tại, đang chuẩn bị mở công trình chờ một chút tống tiền lời khách sáo. Thành công địa từ kim gia cùng ngô gia gõ đi ra ngoài mấy ngàn tử hà tệ. Mục đích đạt thành sau, văn thành chủ không chút khách khí hạ lệnh chụp khách, ai, ta đây có đột nhiên hơi mệt chút, sở huynh đệ, mời hơi lưu quý bước ta có mấy lời muốn dặn dò ngươi. Đúng vậy, chỉ làm cho sở thần y lưu hạ xuống, những người khác, cũng cút nhanh lên đàn sao. Tự ý này, hoa tứ ra trước mục tiêu đạt thành. Chuyện sau này sau này hãy nói, rất dứt khoát địa đứng lên cáo biệt, nghênh ngang rời đi. Kim gia ngô ra hai vị gia chủ, cũng như bị đuổi ra khỏi cửa một loại đi ra ngoài. Lại không ai đưa tiễn. Kim huynh, chuyện này như thế nào? Mà nhìn, cái này sở dương. Chỉ sợ dã tâm không nhỏ. Ha ha, có lòng không người nào, cũng là uổng công. Đúng vậy đúng vậy. Hai người ha ha cười một tiếng, mỗi người đi một ngả. Sở huynh đệ, nghe nói ngươi đối với trị liệu quả nhân trị bệnh rất có một tay. Vội và đem sở dương kéo đến trong thư phòng, văn thành chủ câu nói đầu tiên thì là cái này. Muốn làm là một người thành chủ như thế là không cố phong độ không để ý lễ phép, bao nhiêu có chút làm cho người ta bỉ di, bất quá làm nam nhân thành chủ làm phép vẫn tương đối tình có thể duyên. Chán! Sở dương sở sở lỗ mũi, nói, đối với lần này, sở mỗ bao nhiêu coi như là có chút mà tâm đắc sao. Văn thành chủ cười ha ha, đại lực vỗ vỗ sở dương bả vai, Hậu xanh khảo ý a à, hậu xanh khảo ý, thân thiết với người quen sơ, lần đầu gặp mặt tự làm ra như thế thân mật cử động, chỉ có thể nói rõ giờ phút này thành chủ là như thế nào kích động, cảm xúc mênh mông, không thể tư ức. Sở dương nháy mắt mấy cái, cũng là cười theo, dường như mình cũng không có chuẩn bị hiểu trước mắt tình hình, rõ ràng là của mình khiêm tốn chi từ, là rốt cuộc làm sao đem đối phương câu kia, hậu xanh khảo ý, cho bà ra tới, tiểu huynh đệ nghe nói ngươi là gần đây mới từ phía dưới mới vừa phi thăng đi lên. Văn thành chủ thái độ thân thiết hơn nóng. Đừng xem lý, Kim, Ngô Tam gia đối với sở dương lai lịch thủy trung vô năng xác nhận, thành chủ đối với sở dương lai lịch nhưng là biết rất rõ, ở cửu trọng thiên khuyết, chứng. Mình thân phận vô luận cao cỡ nào cấp thân phận như cũ chỉ có một tờ, sở dương là ở tử hà thành công việc chứng minh thân phận, hắn chi lai lịch đối với văn thành chủ tự nhiên không là cơ mật. Đúng vậy a, à, mới tới bổn địa, Lúc ấy còn làm ra không ít chê cười đây, chuyện lúc trước nghĩ lại mà kinh a. À. Lại tiểu huynh đệ là tới từ ở kia vị diện đây. Văn Thành chủ cười híp mắt hỏi, nói không chừng lão ca ca còn có người quen, xuyên. Ừ, ta là từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng. Sở Dương dứt khoát nói, cái này không có gì đáng giá giấu giếm sao? Hẳn là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Văn Thành chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng vậy a, à, thành chủ có nghe nói qua. Văn Thành chủ sắc mặt rõ ràng trịnh trọng lên. Nhưng là Thần Phong cùng Lưu Vân Nguyên ở địa Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Sở Dương ngẩn ra, không nghĩ tới hai vị này nhân vật truyền kỳ ở Cửu Trọng Thiên khuyết, cũng như vậy nổi danh, chính là thành chủ chẳng lẽ biết hai vị tiền bối? Không biết tiểu huynh đệ có hay không biết một cái gọi Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường, tiền bối, nghe nói hắn cũng là xuất thân từ Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Văn Thành chủ thật sâu thở ra một hơi. Chương 1843, ngươi muốn thay ta giữ bí mật, như thế nào không biết? Lưu Vĩnh tưởng tiền bối ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục vô số truyền thuyết ai cũng khoái, ít có người không biết. Sở Dương không khỏi có chút nghi ngờ, vị này thành chủ đại nhân tự hồ đối với Cửu Trọng Thiên Đại Lục rất thuộc bộ dạng, không phải là độc nhất vô song, không phải là độc nhất vô song a. À. Văn thành chủ rất cảm khái. Ừ, thành chủ lời này, tiểu huynh đệ có điều không biết, Cửu Trọng Thiên Đại Lục phi thăng cường giả, một loại cũng là dừng chân cho đông hoàng thiên, này cường giả tẫn cũng là nhân trung tuấn kiệt nhất thời nhân tài kiệt xuất ở chúng ta đông hoàng thiên, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Văn thành chủ có chút cảm khái nói, mà những địa phương khác phi thăng đi lên, đa số cũng là chút ít con tôm nhỏ, tu vi yếu ớt, không lịch sự, có ít người đi lên sau sẽ chết, có ít người đi lên tự thành người khác người hầu, rơi vào đoạn kết của trào lưu. Chỉ có cửu trọng thiên đại lục phi thăng cường giả, mới mọi người cũng chân chính làm được rất tốt này cường giả hai chữ. Văn thành chủ có chút thổn thức. Bạn đang đọc truyện tại sở dương gật đầu, thì ra là như vậy thầm nghĩ nay có cái gì có thể kỳ quái khác đại lục phần lớn là trí tôn nhất phẩm tự phi thăng nhưng ở cửu trọng thiên đại lục trí tôn cửu phẩm còn chưa đủ điều kiện đây này chẳng khác nào là tại hạ mặt đi đến ở phía trên hai cấp võ học sau mới có thể đi lên dĩ nhiên nếu so với chỗ khác lợi hại một chút hơn nữa đi lên sau căn cứ cửu trọng thiên khuyết người tư duy theo quán tính cho là mới vừa phi thăng cũng là người yếu loại tư tưởng này hình thái từ cửu trọng thiên đại lục phi thăng người trong xương thật ra thì chiếm hết ưu thế bình thường một điểm thế lực có thể để cho bọn họ vừa lên tới tự đạp người ngã ngựa đổ không nói chơi thì ra là cửu trọng thiên đại lục có nhiều như vậy tiền bối ở nơi này đông hoàng thiên như vậy nổi danh sao sở dương tự hồ có chút cùng có quang vinh yên bộ dạng vừa khởi dừng lại là tên mà thôi văn thành chủ sắc mặt có chút tôn kính năm đó vô cực tuyệt đao mới vào cửu trọng thiên khuyết hai vợ chồng tự nhắc lên rất nhiều gió tanh mưa máu đem địa phương dây dưa hắn phu nhân một cái quần áo lụa là, thiếu gia gia tộc giết được sạch sẽ, chó gà không tha, hơn từ đó sông sáo, ở ngắn ngủn 30 năm trong thời gian, quả nhiên là cừu ra khắp nơi. Cơ hồ tất cả mọi người cho là này đôi chết chắc, nhưng, hai sau trăm tuổi, Lưu Vĩnh tưởng không chỉ có không có chết, còn mang theo thê tử của hắn xông ra tới một người hiền hách danh tiếng. Cừu ra của hắn chết chết đi. Ẩn độn ẩn độn. Một lòng tị thế không lý hồng trần nhiều hơn cho đến hôm nay, vô cực tuyệt đao bốn chữ, đã trở thành cửu trọng thiên khuyết một cái bất hủ truyền kỳ. Còn có kia thần phong cùng Lưu Vân hai người cũng là như thế, hai vợ chồng xông lên trong ngày hôm ấy, tự làm ra một cái đủ để long trời lỡ đất sự kiện lớn. Bọn họ so sánh với Lưu Vĩnh Tường vợ chồng ác hơn, vừa lên tới mà đắc tội với một cái thực lực kiên cường đại gia tộc, hai người dắt tay nhau mà chạy. Đi tới chỗ nào giết tới chỗ nào, một đường bôn đào, một đường chém giết, suốt 50 năm thời gian, đều ở chạy trốn. Nhưng, năm mươi năm sau ở đông hoàng thành lại một lần nữa chính thức hiện thân thời điểm đã song song thánh cấp hai người cường thế đánh trả cơ hồ một ngày thời gian sẽ đem cái kia đại gia tộc cho đánh cho tàn phế cuối cùng vẫn còn xuất động đông hoàng thiên quan phủ cao thủ mới đưa hai người này thu phục đông hoàng bệ hạ tự mình hiến dâng tính mạng để cho thần phong cùng lưu vân hai vợ chồng trấn thủ u minh dương quan giám thị vạn ức u minh quỷ hồn ra vào chi môn như thế chức vị coi như là ở cửu trọng thiên khuyết coi như là nhất phương chư hầu. Văn Đông Lai nói đến Thần Phong cùng Lưu Vân thời điểm, cũng là vẻ mặt hâm mộ. Hiển nhiên, hai người này hiện tại chức quan, so sánh với một cái tiểu tiểu thành chủ cần phải to đến nhiều lắm. Về phần vô cực tuyệt đao, Văn thành chủ ngay cả hâm mộ cũng không có biểu lộ ra. Ừ, người ta cũng đã là truyền kỳ, truyền thuyết truyền thuyết là được, lại cùng người ta tương đối, đó chính là không biết tự lượng sức mình. Đây là cửu trọng thiên đại lục phi thăng người chung, lớn nhất uy danh bốn người hơn nữa còn là hai đôi vợ chồng văn thành chủ đánh giá sở dương sở huynh đệ ngươi sẽ không cũng là mang theo phu nhân đi lên a sở dương vội ho một tiếng nói xấu hổ xấu hổ ta là một thân một mình đi tới chúng ta tử hà thành nghe thấy vị này thành chủ đại nhân đối với vợ chồng đương loại này tồn tại tựa hồ là rất kiêng kỵ bộ dạng sở dương dĩ nhiên muốn giấu giếm. dĩ nhiên lời này cũng không coi là nói láo sở dương thật sự là một người đi tới tử hà thành về phần văn thành chủ như thế nào hiểu kia là chuyện của hắn sở dương tự không xen vào văn thành chủ thở phào một cái luôn miệng nói một thân một mình tốt một thân một mình tốt nói thật hắn hoàn chân sợ tại chính mình chế hạ cũng xuất hiện như vậy một đôi giống như thần phong lưu vân vô cực tuyệt đao như vậy vợ chồng đương chỉ cần xuất hiện như vậy một đôi ngàn năm tích lũy chính tích có lẽ trong một đêm tự hóa thành hư ảo văn đại ca tiểu đệ có một chuyện không giải thích được cái gì nghe ta tiếp dẫn sứ nói một đạo phi thăng người phải không đúng ở cùng địa điểm ngụ lại vì sao thần phong lưu vân cùng vô cực tuyệt đao này hai đôi vợ chồng có thể người có điều không biết a à? văn thành chủ nói đang là bởi vì có bọn hắn hai đôi sau đông hoàng thiên mới sửa đổi pháp lệnh đồng thời phi thăng là không có thể đồng thời ở vào một chỗ phân biệt vậy cũng là một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao hắn thở dài tiểu huynh đệ ngươi nhưng là không biết kia hai đôi vợ chồng ban đầu đem đông hoàng thiên làm cho long trời lỡ đất bộ dạng rồi hãy nói, kia thủy chung là thuộc về giang hồ ân oán, mà Đông Hoàng Thiên Quy củ, giang hồ là giang hồ, quan phủ là quan phủ. Chuyện giang hồ giang hồ, quan gia chuyện quan gia làm. Chỉ cần không giết quan phủ người, chỉ cần là thuần túy giang hồ ân oán, quan phủ tuyệt không can thiệp, tùy ý các ngươi đánh sinh đánh chết. Văn Thành chủ lộ ra một cái giảo hoạt nụ cười. Hiển nhiên chỉ chính là Sở Dương cùng Lý gia ân oán, thì ra là như vậy. Sở Dương từ từ gật đầu, cũng chính là bởi vì bốn người này Cửu Trọng Thiên Đại Lục cái này hạ cấp vị diện ở Cửu Trọng Thiên khuyết, nhưng là thanh danh hiển hách. Văn Thành chủ thở dài, Văn Thành chủ nói những lời này thời điểm, tuyệt đối không ngờ tới, ở trước mặt hắn cái này, thoạt nhìn anh tuấn tiêu sái diện mục hiền hòa cả người lẫn vật vô hại người trẻ tuổi, sắp nhấc lên vượt xa kia hai đôi vợ chồng đại gợn sóng, hắn càng thêm không nghĩ tới chính là bốn người kia nhiều nhất chẳng qua là ở Cửu Trọng Thiên khuyết Đông Hoàng Thiên, trong phạm vi nhấc lên sóng to gió lớn mà thôi mà mình hiện tại trước mặt người này, nhưng đem chọn cửu trọng thiên khuyết cũng lật ra tới đây. Tiểu huynh đệ, ngàn vạn chớ để rơi xuống ngươi cửa cửu trọng thiên đại lục uy danh a." Văn Thành chủ rất là lời nói thấm thía nói một câu. "Ừ, ta hết sức, ta cố gắng." Sở Dương rất khiêm nhường, rất cẩn thận, thậm chí có chút ít nhún nhường nói. Cho đến rất nhiều năm sau, Văn Thành chủ mỗi lần nhớ lại nhớ tới ngày đó Sở Dương ở trước mặt mình nói, "Ta hết sức, ta cố gắng." lúc nhún nhường bộ dáng cũng hận không được lần nữa chạy đến Sở Dương trước mặt phun hắn vẻ mặt nước bọt chấm nhỏ người hết sức cố gắng của ngươi chính là đem cả cửu trọng thiên khuyết cũng làm cho long trời lỡ đất thiên hoàng sợ động trời sập địa vùi lấp thiên hoang địa lão ha ha a à, Văn Thành chủ xoa xoa tay nói nhăng nói cuội lâu như vậy hay là không có nói tới thực chất vấn đề a à? làm sao vén lên để tài đây Sở Dương vẻ mặt đứng đắn nghiêm túc mang theo thân thiết ôn hòa trở thành chủ đại nhân đầu tiên mở miệng nói chuyện. Sở Dương là tuyệt đối không thể chủ động mở miệng, vạn nhất hắn chủ động nói ra, thành chủ đại nhân, ngài biết ta là một đại phu, ta cho ngươi xem xem bệnh, ngài có phải hay không có chút gì kia cái gì? Như vậy thành chủ đại nhân nhất định sẽ tại chỗ đưa băm thành bánh nhân thịt, thật sự là đâu bất khởi người nọ a. À? Sở thần y, ha ha, Sở huynh đệ, ha ha, Sở huynh đệ trong khoảng thời gian này ở Tử Hà thành hành thiện dơ, làm việc thiện, trạch bị Tử Hà thành hàng vạn hàng nghìn dân chúng, vì thành chủ phủ giảm bớt rất nhiều áp lực ở chỗ này ta còn không có hướng huynh để nói cảm ơn đây. Văn Thành chủ cười khan một tiếng, lúc trước đã đem có thể nói lời khách sáo đều nói được không sai biệt lắm, hội này không thể làm gì khác hơn là không có nói tìm nói, mang mũ cao. Hẳn là, sở dương tích chữ như vàng. Văn Thành chủ trong nháy mắt sinh ra một cổ tử cho cắn con nhím, không chỗ hạ miệng nị oai cảm giác. Cười khan một hồi lâu, rốt cục một liều, sở huynh đệ, người đã có thần y sinh đẹp dự, nói vậy sẽ không chỉ biết nhìn một loại bệnh sao dĩ nhiên dĩ nhiên khác ta cũng vậy có thể hơi nhìn một chút chẳng qua là thần y danh xưng là trăm triệu không dám nhận sở dương rất đứng đắn trả lời trong bụng ruột điều nhanh cười lật ra ừ vậy thì tốt vậy thì tốt văn thành chủ trà sát trà sát tay nói ta năm đó cùng vãng tích địch nhân đánh một trận chịu được chút ít ám thương đoạn thời gian trước lại cùng một ngang ngược có đánh một trận cuối cùng tác động trước kia lão đả thương sau đó khôi phục trong quá trình vừa bởi vì tâm hệ công vụ nóng lòng khôi phục nóng vội thiếu chút nữa tàu hỏa nhập ma ngày hôm nay trời vụ mệt nhọc cảm giác thân thể rất là có chút khụ khụ khó không biết là có hay không có thể phiền toái huynh đệ cho ta nhìn một chút văn thành chủ xoa xoa tay đỏ mặt nói coi như là không thể trừ tận gốc cũ bệnh có thể tạm thời dễ dàng một chút cũng là tốt dĩ nhiên ta đây chút ít cũng năm xưa bệnh tật nếu là huynh đệ cảm thấy làm khó ta cũng không thấy trách ừ ta rẻ đặt sở huynh đệ người đăng kia vị, thân bất do kỷ, chuyện này liên lụy đến thân thể của ta, cũng liên quan đến đến tử Hà Thành an ổn. Nếu là bị một chút kẻ phạm pháp biết ta có thương tích trong người, tử Hà Thành có thể bị văn thành chủ yêu, cầu giữ bí mật. Ngụ ý chính là, ngươi có thể ngàn vạn đừng cho ta tiết lộ đi ra ngoài. Văn thành chủ băn khoăn, khẳng định không là đến từ uy hiếp gì, càng không khả năng là cái gì tử Hà Thành an nguy. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này tử Hà Thành chủ trên ghế ngồi một ngày, cho dù là ngập trời chi thù cừu ra, nghĩ muốn đối phó hắn cũng là muốn tự định giá tự định giá. Bởi vì văn thành chủ chỉ cần vẫn còn thành chủ, vậy hắn sẽ là một người, phía sau hắn, có quá sâu dày quá sâu dày đích thế lực, thâm hậu đến cơ hồ không có người giang hồ, không có giang hồ thế lực có thể dung chuyển. Tự giống như đông hoàng thiên quy tắc giống nhau, giang hồ là giang hồ, mà quan phủ là quan phủ, hai người, tuyệt đối không thể đánh đồng. Đông hoàng thiên sở quy được pháp luật chi xâm nghiêm, đã đi đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Cho nên, đối với thực quyền quan viên chân chọn cũng là hết sức nghiêm khắc, đối với các cấp quan viên khảo sát, càng thêm là một năm mấy lần, hoặc là công khai khảo sát, hoặc là cải trang vi hành. Ở vào quan viên liêm khiết tính cùng năng lực, nhất hạ đại lực khí. Nếu là phát hiện không hề hợp cách, ngay tại chỗ rút lui thoát chính là trải qua chuyện thường xảy ra tình, tuyệt không phải cái gì cần chuyện. Bất quá chuyện có đang thì phản, ở lớn như vậy bối cảnh hoàn cảnh dưới, đối với quan viên che chở tự nhiên cũng là trọng yếu nhất đại sự nếu là có người dám công khai đối phó một vị quan viên chẳng khác nào này đây lực lượng một người cùng cả Đông Hoàng Thiên đối nghịch chương 1844 bệnh tình rất nghiêm trọng a à, ở cả Đông Hoàng Thiên tránh trị lực lượng liên hiệp dưới bất kể là ai bất kể nhiều thế lực lớn chỉ cần dám cùng quan viên đối đầu tiêu diệt cũng chẳng qua là một đêm ở giữa chuyện tình cho dù là trong đêm tối chút nào không một tiếng động ám sát cũng sẽ để cho vị này Thành chủ đại nhân sở hữu cừu gia cũng bại lộ ở dưới ban ngày ban mặt. Một người gây án, không phải là những thứ này cừu gia toàn bộ cho hết đản, thậm chí kỳ cừu tộc cũng muốn kể hết bị dính líu. Cho nên, ở Đông Hoàng Thiên Tự có sẵn một loại rất hiện tượng kỳ quái, càng là quan viên cừu gia, thường thường càng là khẩn trương quan viên an nguy, phái người bảo vệ chính là chuyện thường, không bảo vệ không được a, à, thằng này đã chết, bất kể là không phải là mình làm, cũng muốn trở thành bị hoài nghi đối tượng, võ công càng cao càng sẽ bị hoài nghi, thậm chí xuất hiện quá võ công tuyệt đỉnh cừu ra, tự mình thiếp thân bảo vệ quan viên chuyện lệ, gặp gỡ vây giết ngoài, thà rằng mình dâng mạng, cũng muốn tướng quân viên cứu đi, tự vì không bị hoài nghi, không dính dấp nhà mình hậu nhân, nhất thời chuyện lạ. Quản ngươi làm được bí ẩn vẫn còn không bí ẩn, nhưng chỉ cần hắn xảy ra chuyện, ngươi cùng hắn có cửu oán, vậy thì không thể thiếu ngươi. Cho nên, thành chủ đại nhân bây giờ nói được, này mũ miệng đường hoàng lý do, căn bản nói không được. Điểm này trong lòng hắn rõ ràng, Sở Dương cũng rõ ràng. Sở Dương đi tới Cửu Trọng Thiên Khuyết thời gian mặc dù tạm, đối với Cửu Trọng Thiên Khuyết, chuyện tình tự nhiên hiểu rõ không nhiều đủ lại càng không đủ cặn kẽ, nhưng Mộ Diêm Vương bên cạnh có thể có một vị, đối với quan trưởng chuyện hết sức hiểu rõ nhân vật cao cấp ngôn như Sơn, ở a, à, lúc này cùng bổn thành thành chủ giao thiệp với, tự nhiên có kiện chi Sở Dương Cửu Trọng Thiên Khuyết các loại quan trường sự nghi, kiêng kỵ chỗ ở. Nếu là thật sự cá biệt văn thành chủ trọng thương tin tức tản đi ra ngoài, nhất định sẽ trong một đêm sở hữu cừu gia tụ tập đủ không phải là vì giết hắn mà là vì bảo vệ hắn thậm chí được có không ít cừu gia tự mình tới cửa thăm hỏi đưa lên rất nhiều giá trị không rẻ linh dược cho nên sở dương đối với cái này trọng đại tin tức tự nhiên là sẽ không tin nhưng không tin thuộc về không tin ngoài miệng vẫn còn trịnh trọng ứng thừa đó là tự nhiên thành chủ đại nhân một thân an nguy treo hệ tử hà thành lê dân phúc lợi tiểu đệ là trăm triệu sẽ không đem cho dù hà phong thanh tiết lộ ra ngoài văn thành chủ thở phào nhẹ nhõm đang muốn vươn tay cổ tay rồi lại rụt về lại ai ta đây thương thế thật sự là buồn người rồi lại chưa đầy cho ngoài người nói hiển nhiên còn có băn khoăn dường như lời này cũng không phải là lời nói dối cái kia bệnh hoạn nhất định là chưa đầy cho ngoài người nói chẳng những chưa đầy cho ngoài người nói vợ càng không thể nói sở dương nhất định là không nóng nảy giọt ấm ấm hòa hòa nói nếu là dưới mắt đại nhân có cái gì bất ngày khác cũng có thể hoặc là ở chỗ này hoặc là sở mỗ ở nam nhân đường xin đợi thành chủ đại giá. Không, không cần phiền phức như vậy, chúng ta tự hiện tại ở nơi này trị liệu sao?" Thành chủ đại nhân sắc mặt lúc xanh lúc trắng, rốt cục vẫn phải đưa tay duỗi đi ra ngoài. Nếu là bị các thành dân nhìn thấy bổn thành chủ đi nam nhân đường, có nghĩ như thế nào? Cho dù bổn thành chủ thật sự có này tật bệnh, nhưng là cũng không phải là tùy tùy tiện tiện truyền ra ngoài a." Sở Dương âm thầm đảo cặp mắt trắng dã, đưa tay đáp thượng hắn uyển mạch chỉ đành phải trong nháy mắt. Thành chủ đại nhân hôm nay thân thể trạng huống, đang ở Sở Dương trong lòng nhìn một cái không sót gì. Đả thương, trọng thương, quả thực chính là nói nhảm. Thằng này thân thể cường tráng giống như một đầu trâu bò dường như, trừ hạ thể rất có chút ít thiếu hụt, tạo thành quả nhân chi bệnh ở ngoài, nơi đó có cái gì trọng thương ám thương nội thương. Nhìn thấy Sở Dương thần sắc trịnh trọng, Thành chủ đại nhân có chút thấp thỏm nói, "Tiểu huynh đệ, thương thế của ta." Sở Dương gật đầu, nói, "Ừ, thành chủ thương thế" khụ khụ. Thật là rất nghiêm trọng, ta cần hảo hảo cân nhắc một ít. Mới vì ổn thỏa. Văn Đông Lai gật đầu lia lịa, ngươi là đại phu, tất cả nghe theo ngươi, ngươi từ từ châm chức chính là, ta tất cả nghe theo ngươi. Hội này văn thành chủ sắc mặt đã đỏ lên. Rất có điểm cuốn bách ý tứ. Sở dương một tiếng ho khan, nói rõ quá nhiều vấn đề. Này giống như là trong xã hội hiện đại anh em lượng, kia một người trong tiền một khắc còn đang nói khoác mình cờ nào uy mãnh, sau một khắc tự bị người phát hiện bệnh liệt dương thể diện không ánh sáng a à, càng cặn kẽ cha sở dương ngược lại càng cảm thấy kỳ quái lúc trước còn không có quá để ý thì ra là vị này văn thành chủ đại nhân còn là một cao thủ tu vi tương đối là không thấp người như vậy dưới tình huống bình thường trong cơ thể cũng là âm dương tương tế sinh sôi không ngừng tuyệt sẽ không xuất hiện chân dương đại lượng lỗ lã tình huống nhưng tuyệt không nên xuất hiện hiện tượng hiện tại tự rõ ràng xuất hiện hơn nữa dương nguyên đã gần như khô kiệt lúc ban đầu phán đoán kia trạng thái không tính là quá kém ý nghĩ hơn phân nửa cũng thành lập ở kia thân thể cường tráng hơn xa thường nhân trên cơ sở hiện tại cạn kẽ phân tích lúc trước phán đoán cánh là có chút chắc hẳn phải vậy hạ thể đã không phải là rất có chút ít thiếu hụt mà là tương đối thiếu hụt mấy có lẽ đã thiếu hụt hầu như không còn này nhưng thực tại là trách chuyện sở dương lấy tự thân ánh mắt mặc dù có thể được ra kết luận cũng là cha không ra nguyên nhân chỗ ở ngay cả một điểm đầu mối cũng không có chỉ đành chịu xuất động kiếm linh trợ thủ nguồn chu yên phun Vên kiếm linh không hổ là đếm 10 vạn năm lão quái vật, mới vừa lên tay, cũng cảm giác được có cái gì không đúng địa phương, âm dương mất nhất định. Lập tức nói, tình huống như thế, dĩ vãng cũng cũng không phải là không có quá, nhưng phần lớn cũng là bởi vì nội ngoại thương, hay hoặc giả là bởi vì luyện công tàu hỏa nhập ma mà đưa đến. Nhưng vị này thành chủ đại nhân nhưng bây giờ là cái gì đả thương cũng không có, cái này lộ ra vẻ cổ quái. Chẳng lẽ hắn đã từng phục dụng quá huyền dương quả? Không thể nào. Kiếm linh có chút buồn bực dường như trừ huyền dương quả khác đại để cũng sẽ không xuất hiện loại này đặc dị hiện tượng thành chủ đại nhân xin thứ cho ta thân thiết với người quen sơ thầy thuốc trị liệu từ trước đến giờ nói thẳng sở dương nghiêm túc nhìn văn thành chủ đại nhân đả thương rất có chút ít cổ quái văn thành chủ gấp không thể chờ đạo cổ quái nơi nào cổ quái còn có y sao thật sự là quá thống khổ nói là nam nhân đau nhất dường như cũng không gì hơn cái này ừ xin hỏi đại nhân có hay không ở đoạn thời gian trước Ừ, hoặc là phải nói là ở thật nhiều. Năm trong thời gian, vẫn rất uy mãnh. Sở dương kiếm dùng từ, rốt cục nói, ừ, ta nói rất đúng ở, chuyện nam nữ thượng. Thành chủ đại nhân đỏ mặt lên, trong nháy mắt có chút thần thái phi dương, chính xác, đã từng có như vậy mấy chục năm, bổn thành chủ mỗi ngày không có nữ không vui, cao nhất ghi lại, đã từng một đêm ngự 12 nữ, vẫn tinh thần dịch dịch, ý do vị tẫn. Thành chủ đại nhân táp chép miệng, đoạn thời gian kia, thật là, làm người ta trở về chỗ cũ. Sở Dương cúi đầu miệng liệt liệt, nói một tiếng, lợi hại. Kiếm Linh ở cửu kiếp không gian chung bổ sung một câu, xúc sinh. Thành chủ đại nhân nói nói, kể từ khi phu nhân của ta tật bệnh mất, đoạn thời gian kia, đã từng một lần xa sút nhưng... Trong cơ thể cương dương chi hỏa thiêu đốt, thật sự không cách nào phát tiết, liền cũng chỉ tốt. Khụ khụ, lưu luyến cho thanh lâu. Ừ, những lời này hiển nhiên là đang mở thích, Ta mặc dù phương diện kia nhu cầu mãnh liệt, nhưng ta không có mạnh đoạt dân nữ, ta là quan tốt, là người tốt. Sở dương trái lương tâm đeo, thành chủ đại nhân hành vi thường ngày, thật là khiến người khâm phục. Một cái ngày ngày đi dạo kỹ viện người, hiện tại cũng cả ra hành vi thường ngày, tới. Điều này làm cho sở dương mình cũng cảm thấy có chút buồn cười, giống như là một cái kỹ nữ, công khai dựng thẳng đã dạy trinh tiết đền thờ. Nhưng thành chủ đại nhân gây nên nhưng hoàn chân có thể dùng hai chữ này, lấy quyền thế của hắn. Muốn tìm mấy tiểu thiếp hoặc là tìm bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, kia cũng không phải là cái gì việc khó mà, coi như là nhúng chàm dân nữ, đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối không khó. Chỉ bất quá một cái ánh mắt có thể làm xong chuyện tình, thậm chí là có không ít dân nữ được với vội vàng ba giường, tự tiến cử ấm áp tịch, nhưng hắn vẫn không có làm như vậy, coi như là còn có hắn một phần của mình kiên trì. Ừ, hành vi thường ngày, thành chủ đại nhân tự hồ cũng đỏ mặt lên bao nhiêu có chút lúng túng nói, khi đó, nếu là một loại tầm thường cô gái, nhưng cũng chưa chắc chịu được của ta. Gì kia, khụ khụ, trinh phạt, khụ, cưới tới cũng bất quá là hại người ta. Cho nên, tìm sư tộc, vợ, ách, sở dương hết chỗ nói rồi. Kiếm linh ở cửu kiếp không gian chung bổ sung một câu, cầm thú. Chuyện cánh có là như thế. Phải biết rằng sư tộc cô gái trong tình hình chung là tuyệt không có khả năng ngoài gả, bởi vì một loại nam nhân, căn bản chịu không được sư tộc nữ nhân âm hàn, cùng cái loại này mãnh liệt nhu cầu. Tục ngữ vân, ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, như lang như hổ không bằng sư tử. Sư tử. Trong truyền thuyết, sư tử có thể mỗi ngày sinh hoạt vợ chồng 86 lần. Dĩ nhiên, nơi này đặc biệt là là sư tộc phái nam cường hãn, nhưng cũng có thể nhìn ra được sư tộc phái nữ đồng dạng là rất cường hãn. Tuyệt không phải bình thường nữ nhân thừa nhận năng lực cường hãn nếu là một loại, thật sự chính là bị giết chết. Xem ra thành chủ đại nhân mới nhưng vẫn còn vận dụng quyền thế, vẫn là vì gì kia. Nhưng không nghĩ tới, thành thân sau vẫn chưa tới một năm. Thành chủ đại nhân khuôn mặt thổn thức, ta, ta gì kia, gì kia tự, tự, lực bất tòng tâm. Nhìn thành chủ đại nhân vẻ mặt bi thúc dục sở dương thật sự là buồn cười, nhưng hiện tại quả là ý không tốt bật cười, thật bật cười nhưng là phải thật to đắc tội với người. Nỗ lực nhẫn nại lấy, nhịn được thực tại cực khổ, vốn định muốn sau này tính phúc vô hạn tùy ý rong ruỗi không nghĩ tới thật thật tìm có thể thừa nhận của mình mình lại không được điều này thật sự là có chút ha 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 ô ô thành chủ đại nhân làm phép chỉ sợ là có chút thiếu suy nghĩ sở dương trầm ngâm một chút nói thành chủ đại nhân loại này siêu cường thể chất đại để chính là nguyên từ một loại thuốc thành chủ đại nhân ban đầu chắc là phục dụng quá thiên tài địa bào huyền dương quả hơn nữa phục dụng thời điểm hẳn là tuổi còn nhỏ không có lấy tu luyện phương pháp đem trái cây có ẩn hàm năng lượng hóa cho mình dùng cuối cùng toàn bộ hóa thành cương dương lực chính xác thành chủ đại nhân một trận ngạc nhiên thằng này mà ngay cả cái này cũng nhìn ra đây cũng là mình một khác hạng đại bí mật tới đúng vậy hắn cũng là tu vi đến trình độ nhất định sau mới ngoài y muốn phát hiện mình khi còn bé trong lúc vô tình tìm được một quả trái cây lại là trong truyền thuyết huyền dương quả huyền dương quả nếu là ở lúc tu luyện sử dụng thuận lợi vận công luyện hóa ít nhất có thể chống rỗng gia tăng mấy trăm năm tu vi. Nhưng, khi đó quá nhỏ, chỉ cho là tầm thường trái cây, ở hoàn toàn không hiểu tu luyện dưới tình huống tự ăn, tự nhiên không có gì đại tác dụng, cũng chỉ là gia tăng một chút phái nam năng lực. Thành chủ đại nhân đã từng vì mình sai sót cơ hội mà đấm ngực dậm chân. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu phúc duyên A. À. Chương 1845 là hành hạ, cũng là trị liệu. Huyền dương quả vốn là thế gian trí dương trí cương vật, người phục dụng lúc, không có bắt đầu tu luyện, không cách nào đem chi chân chính hóa cho mình dùng. Này đây trái cây uy năng lúc đó tiềm phục tại ngươi trong cơ thể, vừa bởi vì ngươi lúc ấy tuổi còn nhỏ, tự nhiên không biết chuyện nam nữ, uy năng khó có thể buông thả, ở trong người tầm bổ, dần dần tác dụng, ta nhưng chắc chắn, thành trụ ở thiếu niên thời kỳ, tốc độ tu luyện vượt xa thường nhân, cố nhiên có chuyên cần tu khổ luyện chi bởi vì, này ẩn núp huyền dương quả uy năng, cũng có lớn lao giúp ích, nhưng tình huống như thế mãi cho đến, thành chủ thông hiểu nhân sự lúc, Sở Dương nói, thành chủ sắc mặt nửa biến, Thất Thanh nói, quả thật như thế, thần y pháp nhãn, năm đó ta tu hành tiến độ tốc độ thật là vượt xa bạn cùng lứa, bất quá cũng như thần y nói như vậy, mới sau trưởng thành, phần này tiến độ dần dần chậm lại. Sở Dương khẽ mỉm cười, huyền dương quả hiệu năng to, cho thân thể con người mà nói, mặc dù không đem chi luyện hóa cho mình dùng, cũng sẽ không tạo thành nguy hại, nhưng thuộc tính dương cương, đại nhân mới nếm thử nhân sự sau, ít có tự kiềm chế, đưa đến thể năng đại lượng hao tổn ẩn núp ở trong người huyền dương quả vì đại nhân bổ sung thể lực nhưng cũng bởi vì tìm được rồi phát tiết lối đi đại lượng chuyển thành tinh nguyên khả năng cho nên đại nhân sau phấn khởi tự nào đó trình độ mà nói chỉ là vì phát tiết trong thân thể nào đó ẩn núp ở trong người ngoại lực cũng không phải là chân chính bản tính nhu cầu thành chủ nghe vậy sửng sốt cánh là như thế các ngươi nói đến ta chỗ vì chẳng lẽ không phải là phí của trời sở dương lại là cười một tiếng cái này chính là mỗi người một ý nói nói quay đầu lại huyền dương quả hiệu năng ngay cả to nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận cuối cùng có kia cực hạn nói cách khác ở ngươi mấy chục năm tiêu xài dưới huyền dương quả lực lượng đã hoàn toàn dùng hết mà những lực lượng kia ở nơi này mấy chục năm ở giữa đã cùng ngươi bản thân cương dương mật không thể phân huyền dương quả lực lượng dùng hết nữa tiêu hao sẽ là của ngươi thân thể bản năng năng lực ngươi nhưng toàn bộ không biết chuyện vẫn tử tùy ý làm nhân lực có khi nghèo quá độ tiêu hao dưới thành chủ ngài bản thân cương dương lực cực hạn tiêu hao làm sao có thể không Sở Dương thở dài, bây giờ còn chẳng qua là thể hiện tại chuyện nam nữ thượng. Nếu là sẽ đi qua mấy năm, âm dương mất cân đối trạng huống càng ngày càng nghiêm trọng, cả người sinh mệnh đều có thể có tùy theo hỏng mất, thân thể ngay cả khỏe mạnh hơn gia thường nhân cũng vô dụng. Thành chủ đại nhân sắc mặt một trận trắng như tuyết, bởi vì hậu quả trước kia tựu đã từng có người nói quá, hơn nữa nói cái kết quả này người còn là một vị cực kỳ nổi danh thần y, chẳng qua là kia thần y không thể giòm phá huyền dương quả, huyền bí, cũng không có thể đưa ra điều trị thân thể pháp môn. Chính là bởi vì như thế, thành chủ đối với kia chẩn đoán bệnh bán tín bán nghi, cũng mong được là kia thần y bởi vì không cách nào chữa trị mình, khuyết đại chứng bệnh khó khăn, nhưng giờ phút này nghe được sở dương lần nữa nói như vậy, tự nhiên là không tiếp tục nghi ngờ. Lo lắng tính mạng, lại thật sẽ có lo lắng tính mạng, vốn là chỉ cho là là quả nhân chi bệnh. Nhưng bây giờ muốn ngay cả mạng nhỏ cũng đáp lên, muốn chết, tiểu huynh đệ, lại ta đây bệnh, còn có được chữa trị sao? thành chủ đại nhân hiện tại này thanh tiểu huynh đệ, chân tình ý cắt, có thể không giống với lúc trước. Bây giờ là tràn đầy mong được, cùng với một loại cẩn thận từng ly từng tí lấy lòng. Có hy vọng, có thể trị. Sở dương cao chặt chân mày, nhưng nếu là muốn hoàn toàn trị tận gốc, hoàn toàn khôi phục, thậm chí tăng thêm một bậc nhưng phải cần một khoảng thời gian, nói cho cùng. Thủy chung là lỗ lã gay gắt, cố bản bồi nguyên, không phải là sớm tối nên, dù sao cũng phải có một đoạn an dưỡng kỳ. Hành chủ đại nhân ngừng lại rồi hô hấp, tràn đầy hy vọng nhìn Sở Dương. Làm sao cũng phải nửa năm quang cảnh. Sở Dương cấp ra một cái thời hạn. Mới vừa rồi Kiếm Linh đã tại cửu kiếp không gian dặm cho hắn phương thuốc, đổi lại người khác, cho dù biết được bệnh nhân, cũng biết trị liệu phương pháp, vẫn muốn thúc thủ vô sách. Nhưng đối với ngươi mà nói, cũng là một bữa ăn sáng. Bởi vì, Sở Dương trên người có cửu đại kỳ dược chi hai huyền băng ngọc cao, cùng huyền dương ngọc tủy. Này hai vật chính là kết âm bổ dương, cố bản bồi nguyên, điều tiết âm dương hai thức tuyệt phẩm, khắp nơi tìm thiên địa trong lúc, nữa khó có càng hơn này hai vật diệu dược. Bạn đang xem tại Chu Yên Phun. về trên thực tế thành chủ đại nhân bệnh mặc dù cũng coi như khó giải quyết, nhưng cũng còn không đến mức muốn động dùng đến này hai loại kỳ dược, chỉ cần sử dụng một chút huyền băng ngọc tâm cùng huyền dương ngọc tâm có thể trị liệu. Đây là trị tận gốc chi bên, cần thời gian nhất định như là đơn thuần trị phần ngọn lời của, trực tiếp cho điểm cấu giao máu, lập tức hùng phong chấn hưng. Về phần tiêu bổn kiêm trị, hơn đơn giản, chỉ cần đem ba người hợp nhất, một ngày tự có thể chữa khỏi. Đây là kiếm linh nguyên nói. Nhưng dưới mắt, lòng dạ hiểm độc sở thần y làm sao, cũng phải đem thành chủ chi bệnh lợi dụng lớn nhất hóa, lại đem một ngày tự có thể chữa khỏi bệnh lý chu kỳ, trực tiếp sư tử đại trương nghiệm khoách trương lớn đến nửa năm. Cùng miêu nị nị đánh cuộc thời gian chính là nửa năm, nếu là hiện tại tự chữa hết, sau này tên khốn này không lĩnh tình quay đầu không nể tình làm sao bây giờ. Cho nên, nửa năm, thành chủ đại nhân thật dài thở phào nhẹ nhõm, không dài không dài, thật sự là không dài. Chỉ cần là có thể trị càng, cứu được rồi mạng, đừng nói nửa năm, coi như là 10 năm, cũng không dài. Đối với có sâu nhiều tu vi trong người cao cấp võ giả mà nói, 10 năm thời gian thật là không coi vào đâu, nửa năm có lẽ bất quá là một đoạn tiểu tiểu bế quan quang cảnh mà thôi, thật không coi vào đâu. Văn đại ca cũng không cần thái quá mức băn khoăn bệnh này, ta cho ra nửa năm thời hạn chính là chỉ trị tận gốc này bệnh. Sở Dương cười một tiếng, nói: "Thật ra thì ở hôm nay bắt đầu trị liệu sau, đại ca có thể nặng Dương Hùng Phong, phương diện kia là hoàn toàn có thể tiếp tục, hơn nữa cùng trước kia giống nhau dũng mãnh. Về phần kia nửa năm thời hạn, chủ yếu là dùng cho điều chỉnh âm dương hòa hợp, cỗ bản bồi nguyên, để cho đại ca tánh mạng của ngươi quay về vững chắc thời gian mà thôi." "Thật, huynh đệ không phải là ở theo nói đùa sao?" Văn Thành chủ chợt đứng lên, cái này, ngay cả tiếng nói cũng run rẩy, trong mắt cũng toát ra nước mắt. "Trời ạ, chẳng lẽ khuya hôm nay ta có thể ta 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 nghĩ khóc nga vẫn còn đừng khóc đến tối để cho đệ đệ khóc đi y là nhân thuật thầy thuốc nói như vậy há có giả dối chi để ý sở dương lời thề son sắt thật tốt quá thật tốt quá thành chủ đại nhân cao hứng lau nước mắt ô ô huynh đệ ngươi chính là cha mẹ sống lại của ta a à. ô ô ngươi cũng không biết ca ca ta hai năm qua trôi qua là ngày mấy người kia chị dâu thật sự là như lang như hổ không là càng hơn hổ lăng a mỗi thiên nhất thiên ta đều được cùng như làm trộm ô ô cái loại này u oán ánh mắt chỉ cần vừa nhìn thấy trong lòng chính là một trận trột ra a huynh đệ cái loại cảm giác này ngươi cũng đã biết sao huynh đệ người biết không huynh đệ thành chủ đại nhân nói năng lời nói không có mạch lạc rõ ràng đã có chút ít tâm tình không kiểm soát sở dương suýt nữa liền mắng mẹ thúi lắm nói gì vậy Cái loại cảm giác này ta có thể biết sao? Ta muốn là biết đến nói, khởi không phải là tỏ vẻ ta cũng không được rồi. Ngươi cho rằng ngươi không được, trên đời này nam nhân tự cũng không được. Lão tử chẳng những được, hơn nữa còn là rất được. Chán. Đại ca, chúng ta hay là trước trị liệu một chút xem một chút tình huống. Đúng đúng đúng. Thành chủ đại nhân luôn miệng đồng ý. Sau nửa canh giờ, đang chuẩn bị ba ngụm trang bị đầy đủ nước lũ lụt vạc sau, bắt đầu trị liệu trình tự. Thành chủ đại nhân uống xong sở thần y phối trí một chén thuốc canh này một chén thuốc canh ác liệt mùi vị. Để cho thành chủ đại nhân thiết thiết thực thực hưởng thụ lấy một thanh băng hỏa cửu trọng thiên, còn muốn cộng thêm 18 tầng địa ngục mài luyện. Ở đây thuốc trong súp, Sở Dương rất cẩn thận phóng lên một chút huyền băng ngọc tâm, huyền dương ngọc tâm, mảnh vỡ. Chỉ cần một chút xíu tinh hoa lực lượng, ừ, chỉ có một chút mảnh vỡ tự đầy đủ, vận công thúc dục hóa ở bên trong, cuối cùng lại thêm vài giọt cấu dao máu, đủ sống. Bất quá những thứ này thả vào cùng một cái trong chén, chịu đựng thuốc pha chế sẵn canh kia tư vị cũng là tuyệt đối làm cho người ta dục tiên dục tử muốn chết dục tiên a à, uống thiên hạ đệ nhất miệng còn không có nuốt xuống thành chủ đại nhân tự cảm giác thân thể của mình trong lúc bất chợt tiến vào vạn năm huyền băng trong trong phút chốc ngay cả máu cũng ngưng đông cứng cả người run cũng đánh không đứng lên này loại lãnh trên mặt trong phút chốc ngưng tụ lại xương tuyết sau đó tiếp tục đi xuống nuốt xuống rồi lại nhất thời cảm giác một cổ cực độ nóng rực dâng lên trong phút chốc tự giống như thái dương chạy tới mình trong bụng giờ khắc này nhiệt, để cho thành chủ đại nhân cả người băng tuyết trà, thoáng cái toàn bộ biến thành mồ hôi. Sau đó tự cảm giác mình toàn thân cũng bị hong khô. Làm được ngay cả gọi cũng kêu không được. Nhưng nhưng ngay sau đó, sau một khắc, lại là lạnh như băng, nữa sau một khắc, lại là nóng rực. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, liên miên không dứt băng hỏa cửu trọng thiên. Tuyệt đối là, hơn nữa còn là băng hỏa cửu chín tám thập nhất trọng thiên. Như thế lạnh nóng giao thế, thành chủ đại nhân cả thầy nhận chịu mấy mươi lần đến cuối cùng nửa bát thuốc canh chuyện sau. Thành chủ đại nhân căn cứ đau dài không bằng đau ngắn nguyên tắc, dứt khoát nắm lỗ mũi một hơi uống. Cái này có thể khó lường. Tiền một khắc kết băng, sau một khắc cháy. Sau đó sau một khắc vừa kết băng, thành chủ đại nhân cơ hồ không có bị hành hạ phải chết đi qua. Rốt cục đêm này hai loại cảm giác chống đỡ đi qua, kiện một giai đoạn, một đoạn sau, thuốc này trong suốt cái kia loại cực hạn thối, cực hạn chua, cực hạn lạt, cực hạn khổ. Chờ một, Chút các loại tuyệt đẹp tư vị mới đến phiên chính thức ra sân. Thành chủ đại nhân miệng mở rộng thở, hai mắt trắng bệch. Một hồi lâu sau sau, mới xem như miễn cưỡng khôi phục nói chuyện khí lực, câu nói đầu tiên thì là, "Ông trời của ta a, à, của ta Đông Hoàng Bệ Hạ a." À, nhận thấy được mình có thể nói chuyện, thành chủ đại nhân rơi lệ đầy mặt. Không phải mới vừa không muốn kêu thảm thiết, mà là bị làm cho ngay cả gọi cũng kêu không được a. À. Cử tử nhất danh, sống không bằng chết, tìm được đường sống trong chỗ chết chết qua lật sinh, nhân sinh thật sự làm nhiều điều sai trái kia. Ở sở dương chỉ đạo, thành chủ đại nhân lập tức vận công, sau đó oanh một tiếng bị ném vào một cái đại trong chúng nước, sở dương không ngừng mà hướng bên trong hát nước, thành chủ đại nhân một vận công, cái loại này lạnh nóng giao thế tầng thứ cảm giác càng thêm rõ ràng. Không ngừng uống nước, không ngừng xuất mồ hôi, không ngừng bốc hơi lên, không ngừng tủ lạnh. Sở dương cũng là ở bên ngoài không ngừng đi đến bên trong hát nước, thủy trung vẫn duy trì cả lũ lụt vạc nước là đến gần mãn một hồi lâu sau sau chuẩn bị khác hai cái lũ lụt vạc nước đều nhanh muốn gặp đáy thành chủ đại nhân rốt cục coi như là hấp thu xong chẳng qua là uống nước sau đó xuất mồ hôi bốc hơi lên quá trình này tiêu hao suốt hai đại vạc nước thành chủ đại nhân sau khi đi ra sắc mặt rất kỳ quái ở mới vừa rồi quá trình trị liệu chung mình ra khỏi rất nhiều mồ hôi mình ở kia trong quá trình uống được có không ít cũng là của mình mồ hôi cái này cũng không sao cả nhưng chân chính vấn đề cũng là chỉ có thành chủ đại nhân tự mình biết, tại loại này cực hạn cảm giác lẫn nhau giao thế chuyện sau, mỗi một lần, mình cũng rất mất mặt khống chế không được không khống chế, thông tục một điểm, chính là đầu kích linh, đi tiểu. Ừ, cũng chính là, mình đem của mình nước tiểu cũng cho uống. Trường 1846, cái thế thần y, dựng xào thấy bóng. Này, thành chủ đại nhân sắc mặt xanh lét hồng nảy ra, táp ba miệng, này tư vị. Thật là mụ nội nó chứ kỳ diệu, chuyện này nhưng là phải tuyệt đối giữ bí mật ừ đại ca cảm giác như thế nào sở dương dễ dàng hỏi không tự chủ được liếm liếm đôi môi thành chủ đại nhân bật thốt lên có chút dâm khí dâm khí sở dương chừng lớn mắt cái này gì cảm giác đây chán không phải là dâm khí là ảo giác là nói sai tới thành chủ đại nhân cũng có chút kinh ngạc làm sao không cẩn thận đem lời nói thật nói ra vội vàng bổ túc cảm giác rất nhiều quá lạnh quá nóng quá khổ quá cay, thúi quá, liên tiếp lần kêu khổ thấu trời. Sở Dương cười ha ha, thuốc đắng dã tật, nếu là điều chỉnh âm dương, tại sao có thể không có lạnh nóng do thế tuần hoàn? Ta nói Văn Đại ca, ngươi này một bệnh, nhưng là đem huynh đệ ta chữ hàng cũng cho hao tổn làm nữa, đây cũng chính là cho Văn Đại ca ngươi, đổi lại người ta là tuyệt đối bỏ không ra những cái này tốt thuốc. Huynh đệ cực khổ. Văn Thành chủ cảm kích nói, huynh đệ thoải mái, buông lỏng tinh thần, ở nơi này tử hà thành địa giới dặm, ca ca vẫn là có mấy phần năng lượng, tuyệt sẽ không để cho huynh đệ người bị một điểm ủy khuất. Hiện tại, thành chủ đại nhân chỉ cảm giác mình cả người ấm áp, thoải mái cực kỳ. Nhất là nguyên vốn đã không sai biệt lắm hai năm cũng không có ngẩng đầu tiểu huynh đệ, thế nhưng nóng lòng muốn thử, dung đùi đắc ý, một loại không khỏi phái nam phấn khởi, lại đã tại dần dần dâng lên. Thành chủ đại nhân đang cảm thấy loại này đã lâu hoài niệm hiện tượng sau, không khỏi đến rơi nước mắt không để ý sở dương tự ở trước mặt mình, cũng không còn nghĩ cái gì hình tượng, đưa tay đã bắt một thanh, rơi lệ đầy mặt, huynh đệ, đã lâu a, à, sở dương một đầu hắc tuyến. Có ai không? Thành chủ đại nhân cơ hồ là dùng bú sữa mẹ khí lực hét lớn một tiếng. Một tiếng này đột nhiên xuất hiện tiếng hô chỉ chấn đắc cả thành chủ phủ, cũng lay động lên. Đứng mũi chịu xào sở dương chỉ cảm thấy trong ý nghĩ ông một tiếng. Suýt nữa tráng vắng đi qua. Thằng này, tuyệt đối là cố ý, ngươi còn dám giống ta, thật to chó đảm, nhìn ta sau này không đem thuốc cho hắn làm cho hơn khổ khó hơn uống. Để ngươi giống ta, đại nhân. Thị vệ nghe thấy thành chủ đại nhân tiếng kêu cấp bách, tè ra quần chạy tới, thấy cả phòng nước đọng, nghe thấy được một cổ quái dị mùi, không khỏi rất là kinh ngạc. Đại nhân, xảy ra chuyện gì sao? Cái gì xảy ra chuyện gì? Thành chủ đại nhân dữ dội giống một tiếng, đi. Hướng phu nhân đem của ta gối bên cái kia cái hộp lấy tới. Tốc độ. Vội vàng. Con mẹ nó còn không mau đi rất là gấp không thể chờ ý tứ. Thị vệ nghe vậy nơi nào còn dám chậm trễ, nhanh chân bỏ chạy, thành chủ đại nhân tư ra nơi ở, thị vệ thờ hồng hộc chạy đi vào, ngăn trở hắn mấy thị nữ bị hắn cấp bách dưới đẩy sang một bên, "Phu nhân, phu nhân, chuyện gì?" Một cái thân thể yểu điệu mỹ phụ cao mày xem ra, thành chủ đại nhân nói muốn, "Muốn, muốn cái kia gối bên cái hộp." Thị vệ thờ hào hển, "Cái hộp?" Mỹ phụ nói chuyện giọng nói rất có chút ít u oán đắc ý vị, hắn còn muốn cái kia cái hộp có ích lợi gì cầm đi đi thị vệ nhận lấy chạy đi bỏ chạy mỹ phụ nhìn thị vệ bóng lưng hai trong mắt tràn đầy nghi ngờ hắn cũng như vậy làm sao cũng không được còn phải cái này làm cái gì chẳng lẽ là muốn tiêu hủy sao ai thở dài một tiếng cảm giác mình thanh xuân sẽ phải như vậy hoang phế mỹ phụ không khỏi tâm tình buồn bực u oán cực kỳ điều này cũng không thể trách ai được a à, cũng tự trách mình tìm như vậy một cái vô năng trượng phu đại nhân, cái hộp cầm trở lại, ngài. Thị vệ kia ngay cả hư mang thở gấp, dường như ngay cả chân cũng thiếu chút nữa chạy chặt đứt bộ dạng. Lấy tới. Văn thành chủ uy nghiêm nói, chớ giả bộ, ngươi đường đường nhân các thực lực. Đi như vậy mấy bước đường tự mệt chết đi được. Cút. Thị vệ bị vạch trần giả bộ, nhất thời cảm thấy khó xử cười cười, quả nhiên cũng không thở hồn hển, khí định thần nhàn đi ra ngoài. Sở dương nhìn con ngươi đều cơ hồ chừng đi ra ngoài. Quả nhiên là, nhân tài A, à huynh đệ nơi này là ta những năm gần đây chân quý ngươi nhìn đợi thị vệ kia thân ảnh biến mất văn đông lai like kia đầy người uy nghiêm quan uy trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiến tới sở dương trước mặt vẻ mặt hèn mọn còn không ngừng địa chọn lông mày cái gì ý tứ sở dương phi thường tò mò này có thể đều là bảo vật bối thành chủ đại nhân cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái hộp hôm nay lấy ra ta làm một chút thí nghiệm xem một chút có thể hay không dùng cái gì đồ chơi có thể hay không dùng. Sở Dương hân hồ đồ. Ai nha, chính là chỗ này. Thành chủ đại nhân lấy tay vuốt vuốt đáy quần. Sở Dương trợn mắt hốc mồm, tức thì có một loại muốn trốn vào đồng hoang mà đi mãnh liệt vọng động. Hàng này, muốn làm sao thí nghiệm? Trong phút chốc Sở Ngự tọa thần thanh mặt trắng, trong lòng bang bang nhảy loạn, âm thầm hạ quyết tâm, chẳng lẽ tên khốn này hẳn là nghĩ cầm ta làm thí nghiệm? Nếu là thằng này tất nhiên có cái loại này ý nghĩ, dám đối với ta cánh trên, ta thả rằng liều mạng toàn bộ thế giới chạy trốn, cũng muốn trước đem cái kia nói mà cắt. Lại thấy thành chủ đại nhân lúc này đã mở ra cái hộp, khuôn mặt hèn mọn từ bên trong lấy ra một quyển sách. Lại còn hắc hắc cười quái dị một tiếng, tràn đầy thần bí ngoác nói, huynh đệ, ngươi tới nhìn, rất tốt nhìn, cạc cạc cạc. Sở dương bị thành chủ cử động làm cho sừng sốt sừng sốt, lòng hiếu kỳ đại thịnh, thấu quá. Đi vừa nhìn, nhất thời một đầu hắc tuyến. Ta dựa vào, nguyên lai là kia đồ chơi, một đại chồng chất đông cung đồ, chỉ thấy mỗi một phó đông cung đồ cũng là sắc thái tiên diễm vô luận nam nữ nhân vật tẫn cũng là trông rất sống động bất kể là da thịt vẫn còn đường cong vẫn còn vẻ mặt cũng là lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục thật là thứ tốt a à, ngươi nhìn cái này là loại này tư thế đó là loại nào thành chủ đại nhân trong mắt tỏa ra sói quang như nhặt được trí bảo lần lượt từng cái một cẩn thận lật xem sở dương đầu đầy hắc tuyến dường như chẳng thèm ngó tới vẻ mặt lý học về phần trong lòng là nghĩ như thế nào cũng chỉ có hắn tự mình biết cũng là chưa đầy vì ngoại nhân đến tích thành chủ đại nhân nhìn nhìn đột nhiên rên rỉ lên trong cổ họng nga nga mấy tiếng trong lúc bất chợt lấy xét đánh không kịp bưng tay trộm linh xu thế tốc độ đem kia đông cung đổ thu vào câu lũ thân thể nhảy lên nói không được ta không được được vội vàng trong lúc bất chợt cả người liền hướng ngoài sông ra ngoài hét lớn thị vệ cung tiễn sở thần y đi ra ngoài huynh đệ ta ngày khác tới cửa bái tạ gì kia bí mật chúng ta ngày khác. Phu nhân đâu? Phu nhân ngươi ở đâu đây? Nói càng về sau, trực tiếp đã là luôn miệng âm cũng nghe không? Được. Thân pháp chi nhanh chóng, hẳn là sở dương bình sinh hiếm thấy, cái thế thân ia, tốt như vậy hiệu quả trị liệu. Thành chủ đại nhân trong nội tâm tình kích động. Nhìn thành chủ đại nhân động dục bóng lưng biến mất ở tầm mắt đạt tới trong, sở dương hoàn toàn trợn mắt hốc mồm, mắt mũi trợn tròn, á khẩu không trả lời được. Vắng lặng không tiếng động. Hàng này, lại có thể làm được thành chủ, cũng có thể phải có chút lòng dạ, làm sao? Lúc này như thế, cấp sắc. Chuyện được lấy tại Chu Yên Phun. VN. Sở Dương bị thị vệ cung kính địa đưa ra ngoài tạm thời không đề cập tới. Lại nói thành chủ đại nhân một đường chạy như điên về nhà, tốc độ này quả nhiên là sấm sét chớp một loại. Thành chủ phu nhân hội này đang trong vườn hoa ngắm hoa giải sầu, chỉ nghe thấy tiếng kêu của hắn xa xa mà đến. Cấp bách cực kỳ, phu nhân. Phu nhân, vừa có chuyện gì? thành chủ phu nhân mới vừa ra thanh âm tự cảm giác mình lại bị người tới bế lên không khỏi một tiếng kêu sợ hãi ngươi làm gì làm gì thành chủ đại nhân cả người tản mắt ra giống được hơi thở thở hồng hộc đương nhiên là làm ngươi không tha phân biệt ôm phu nhân một trận gió một loại vọt vào trong phòng chân sau nhất câu phanh một tiếng đóng cửa lại phía ngoài mấy vị thị nữ hai mặt nhìn nhau đây là cái gì tình hình tại sao có thể như vậy đây mặt trời mọc từ hướng tây rồi đột nhiên chỉ nghe thấy trong phòng thành chủ phủ người một tiếng kêu sợ hãi này đây là chuyện gì xảy ra a à, nhưng ngay sau đó trong phòng đất rung núi chuyển một loại thanh âm truyền ra rầm 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 mấy vị thị nữ nhất thời đỏ mặt như ánh bình minh, minh từng cái từng cái hoảng hốt chạy bừa ra bên ngoài bỏ chạy thật sự là quá xấu hổ thành chủ phủ nghe nói có một loại loại rất kỳ lạ thanh âm vang lên suốt kéo dài một đêm thành chủ cùng phu nhân sinh tử tương bác không biết rốt cuộc ai thắng ai thua. Sở Dương lúc trở về, đã là xế chiều. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ dừng lại, mà là trực tiếp hiệu triệu mọi người tay, hạo hạo đáng đáng đi đến Lý Gia Đại Viện. Thành chủ đại nhân bên này đã làm xong. Sở Dương cảm thấy tiếp tục mở lại nam nhân đường cũng không còn gì ý tứ, vẫn còn vội vàng tiến hành bước kế tiếp, thời gian chặt rất, không thể không nói. Lý Gia Đại Viện vẫn còn tương đối lớn. Sở Dương đi vào chẳng qua là sơ lược nhìn nhìn, tự họa xuất tới một tòa lớn nhất sân an bài người ở tới, cái nhà này hiển nhiên là cho vốn là hộ vệ hộ viện chỗ ở, tương đối rộng rãi. Lúc đầu sở dương thủ hạ chính là này hơn một ngàn người là xa xa điền bất mãn. Buổi tối hôm đó lại bắt đầu xây dựng rầm rộ. Đem vốn là vườn hoa núi giả chờ một chút, không có gì thực tế chỗ dùng vật kiến trúc hết thảy đẩy bình, san thành bình địa. Sau đó ở phía trên xây dựng rầm rộ làm kiến trúc, chuẩn bị gian phòng. Bằng không, sau này nhân viên càng ngày càng nhiều, đó là muốn ở không ra. Không thể không nói, hiện tại sở dương đã bắt đầu phòng ngừa chu đáo, đánh lao căn cơ còn là phi thường có cần thiết. Hiện tại nhân thủ phải không ít, nhưng tuyệt đại đa số cũng là tiểu hài tử. Sở dương dứt khoát tới một người của mình phát minh, đem khung giường đáp, thu được thăng cuốn, trong một cái phòng bảy tám cái giường, cũng phân ba tầng, sau đó mỗi một tầng ở một cái. Kể từ đó, trong một cái phòng là có thể ở hơn 20 người thậm chí còn có một chút trống không địa phương bày đặt một chút vật dụng hàng ngày. Buổi tối hôm đó, Sở Dương đánh thuê đầu bếp nữ bảo mẫu chờ một chút phụ nhân, cũng rối rít tiến vào Lý gia đại viện. Vốn là trống rỗng đại viện nhất thời nhiệt náo loạn lên. Hồ ca trộm tới lương thực, bị Sở Dương lần nữa bỏ vào Lý gia kho lúa, thô sơ giản lược tính ra, những thứ này lương thực ít nhất đủ một vạn người ăn dùng 3 năm, phú có dư hơn, dư giả. Tạm thời là không cần vì lương thực phương diện chuyện tình lo lắng rầu rĩ. Nhưng là ở tổng lý Phương diện dường như còn thiếu hụt một quản gia. Lớn như vậy địa phương không có để ý nha trông coi không thể làm được, cho nên Sở Dương một cái cau mày sau, hãy tiến vào cửu kiếp không gian. Trong khoảng thời gian này, Sở Dương mỗi một ngày cũng muốn vào xem một chút. Nơi này nhưng còn có một đống nương tử quân đây, chỉ bất quá, rốt cuộc muốn bắt đầu dùng người nào làm quản gia đây? Nhìn thấy Sở Dương đi vào, nhất thời một mảnh tiếng kêu. Sở đại ca, Sở Dương, Sở đại ca chương 1847, vợ của huynh đệ môn. Nhìn thấy sở dương đi vào, tạ đan phượng, cố diệu linh, hô duyên ngạo ba, tạ đan quỳnh phu nhân, còn có ngạo tà vân hai cái lão bà, cũng tiến lên đón. Ngạo tà vân hai cái lão bà một cái họ hoàng, một cái họ bạch, cũng là dung mạo xinh đẹp, tư thái yểu điệu, tạ đan quỳnh vợ họ mai, mấy người cũng là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt sắc mỹ nữ. Điểm này, sở dương đối với mình mấy huynh đệ ánh mắt vẫn còn rất thán phục. Sở dương vẻ mặt tươi cười, từng cái từng cái chào hỏi, không dám chậm trễ, chưa từng chậm trễ, cũng không chậm trễ, phát ra từ nội tâm mỉm cười. này nhưng đều là của mình đệ muội, vợ của huynh đệ, cho nên ở trước mặt các nàng sở dương cũng là phá lệ chú ý tự thân hình tượng, không thể không chú ý a. À, cái này đại bá ca có thể là có chút địa vị lúng túng tích, mà thiết bổ thiên thì ở một bên mỉm cười nhìn các nàng, không biết lúc nào mới có thể ra đi chơi a. À, tạ đan phượng biểu môi, chính là để cho chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút nay cửu trọng thiên khuyết tới cũng tới, hết lần này tới lần khác không thể chính xác đi ra ngoài, quá nao tâm. Hô duyên ngạo ba bước nhanh đi tới đi lui, kia hùng tráng thân thể, để cho chúng nữ cũng có một loại tự đáy lòng cảm giác bị áp bách cảm giác. Những khác chúng nữ mặc dù cũng không nói gì, nhưng ánh mắt cũng rõ ràng có chút mong đợi đắc ý vị. Này vốn là nhân chi thường tình, ở nơi này không giải thích được trong không gian, mặc dù tu vi mỗi một ngày cũng ở tăng cao, nhưng nữ nhân thủy chung là nữ nhân, nữ nhân vốn ngốc ở loại địa phương này, nhất định là sẽ không rất sung sướng. Loại địa phương này, nếu là đổi lại một người tu luyện cuồng nam nhân tại bên trong, tuyệt đối sẽ mừng rỡ không thôi, nhưng nữ nhân không giống nhau. Trong mọi người, cũng cũng chỉ có thiết bổ thiên trong lòng an vui. Bởi vì nàng biết, mình đang tại chính mình nam nhân trong lĩnh vực, đây là một loại tuyệt đối cảm giác an toàn cùng lãnh địa lòng trung thành. Đây là thiết bổ thiên đối với sở dương tuyệt đối tín nhiệm. Thậm chí, thiết bổ thiên rất thỏa mãn, trước kia, chỉ có thể tưởng niệm, nhưng hiện tại lại có thể ngày ngày gặp mặt mình còn hơn có cái gì quá nghiêm khắc đây người kia không thể như vậy lòng tham ngoài ra thiết bổ thiên từ nhỏ được đế vương giáo dục cùng mấy năm qua nắm giữ thiên hạ tạo thành định khí cũng làm cho nàng ở tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng có thể giữ vững được giống như đầm sâu sạch nước một loại trầm ổn bình tĩnh tuyệt đối sẽ không vội vàng sao động đây mới thực sự là quý tộc cấp trên cùng người bình thường tranh lệch nàng có thể làm cho mình hoàn mỹ địa dung vào bất kỳ một cái nào đoàn thể để cho người chung quanh cũng cho phép nàng nhưng làm ngoại nhân chú ý này cái đoàn thể thời điểm bất kể nàng ở địa phương đến cỡ nào tầm thường nhưng ngoại nhân đầu tiên nhìn trước tiên luôn là có chú ý tới nàng ha 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 đừng nóng vội đừng nóng vội lần này ta chính là sợ các ngươi buồn bực được khó chịu đặc biệt tới mời các ngươi đi tích sở dương ha ha cười nhãn châu xoay động nói ta hiện tại ở bên ngoài đang là một đại sự mà là liên quan đến chúng ta mọi người tương lai chuyện trọng yếu mà cần đại lượng nhân thủ đi hỗ trợ đi 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 chúng ta cũng đi sở dương còn chưa nói hết đã là tiếng vọng nhiệt liệt nhưng nhưng ngay sau đó chúng nữ ánh mắt đều nhìn về thiết bổ thiên trở nên có chút cẩn thận hỏi bổ thiên ý của mụi muội là ở nơi này mấy người phụ nhân bên trong trừ tạ đan phượng ở ngoài thiết bổ thiên chính là trong mọi người nhỏ tuổi nhất một cái nhưng chúng nữ cũng là mơ hồ có một loại lấy thiết bổ thiên làm hạch tâm ý tứ lúc nói chuyện còn có một loại mơ hồ tôn kính mùi vị này cùng thiết bổ thiên là sở dương nữ nhân không liên quan cùng thiết bổ thiên đã từng làm quá hoàng đế cũng không quan mà hoàn toàn là thiết bổ thiên mị lực cá nhân sở dương những huynh đệ này ngạo tà vân cũng tốt đàm đàm cũng được tạ đan quỳnh cũng tốt kỷ mặc cũng được tùy tiện một cái tất cả đều là mắt cao hơn đầu tồn tại có thể làm cho sở dương những huynh đệ này để mắt nữ nhân lại có một ít có thể là bình thường hóa sắc từng cái cũng là tâm tư linh xảo nhất thời chi chọn bao gồm bề ngoài thô cuồng hô duyên ngạo ba ở bên trong cũng là nội tâm cẩn thận nét đẹp nội tâm người nhưng từ thiết bổ thiên xuất hiện sau hay là tại sinh hoạt hàng ngày chung bình thường nhất trong khi chung nàng thân thiết khí độ phong tư cũng làm cho chúng nữ hơi bị khuynh đảo hơn nữa nàng lúc nói chuyện hậu mưu tính sâu xa cao chiêm viễn trúc cũng làm cho chúng nữ tự đáy lòng địa cảm thấy lẫn nhau tranh lệch từ từ thiết bổ thiên cũng không có làm bất kỳ cố ý cố gắng cũng đã rất tự nhiên địa thành chúng nữ trọng yếu, duy nhất trọng yếu. Sở Dương thấy tình huống như thế, không nhịn được cũng là một trận kinh ngạc. Có thể làm cho nhiều như vậy thiên chi kiêu nữ vui lòng phục tùng, chính hắn một lão bà thật đúng là có mấy phần bản lãnh. Mị lực cá nhân cùng người cách mị lực lại có bất đồng, mình có thể đủ công chúng huynh đệ tụ lại, ở bên người đại khái là nhân cách mị lực, mà Thiết Bổ Thiên có thể dễ dàng thu phục chúng nữ, cũng là kia mị lực cá nhân. Các vị tỷ tỷ cũng là các huynh đệ người nhà, chúng ta vốn là người một nhà hôm nay nếu phu quân có việc, cần dựa vào các vị tỷ tỷ xuất lực trợ giúp, kính xin các vị tỷ tỷ vui lòng vươn ra viện thủ. Thiết bổ thiên ôn văn cười, thân mật nói. Ừ, tốt. Hô duyên ngạo ba quyết định thật nhanh, quay đầu hỏi sở dương, chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Có phải hay không ta sẽ đi ngay bây giờ a? À? Rất hiển nhiên, chúng nữ thật đều có chút khẩn cấp. Muốn hiện tại tự ra đi cũng không thành vấn đề, nhưng có mấy người điều kiện hy vọng mọi người muốn tuân thủ. Dù sao nơi này không phải là cửu trọng thiên, nếu là xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, trung quy không là chuyện tốt. Sở Dương sờ sờ lỗ mũi, nói thật, hắn hoàn chân không có ý định để cho những nữ nhân này đi ra ngoài. Khinh Linh Ngọc cũng không là vấn đề, lúc trước hắn đã mua được rất nhiều, nhưng nhưng vẫn không có quyết định để cho chúng nữ đi đi ra bên ngoài. Từ Hà Thành nói cho cùng chỉ là một dọc theo khu tiểu thành thị, nếu là trong lúc bất chợt xuất hiện nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nữ, Sở Dương có thể tưởng tượng đến có tạo thành cái dạng gì đánh sâu vào, Lần này nếu không phải nhu cầu cấp bách có thể tin nhân thủ đi hỗ trợ, sở dương vẫn sẽ không tha các nàng đi ra ngoài, bị đè nén vốn so sánh với xuất hiện nguy hiểm tốt hơn nhiều lắm. Xem tại Chu Yên Phun, Vên đi ra ngoài vui đùa một chút có thể, nhưng lâu dài ngốc ở bên ngoài. Đúng như sở dương lâm thượng trước khi đến băn khoăn, này cửu trọng thiên khuyết sắc lang, nhưng là rất nhiều đích. Sở dương trong lòng vốn cảm giác thấp thỏm, nếu là chỉ có nữ nhân của mình, kia thật cũng không cái gì, nữ. Nhân của mình mình bảo vệ, nhưng liên lụy đến cố độc hành tạ đan quỳnh đám huynh đệ lão bà sở dương có thể bị cẩn thận vạn phần huynh đệ nữ nhân mình bảo vệ thật sự là dễ nói không dễ nghe những nữ nhân này bất kể là người người xảy ra vấn đề cũng là sở dương gánh vác không nổi trách nhiệm điều kiện gì điều kiện thứ nhất sau khi ra ngoài nhất định phải nghe lời của ta không cho phép tự tiện hành động sở dương thanh âm rất nặng cái này không thành vấn đề chúng ta cũng không phải là không biết sâu cạn người điều kiện thứ hai sau khi ra ngoài muốn dịch dung đem mình trở nên khó coi một chút sở dương đưa ra điều kiện thứ hai như vậy sao được chúng nữ nhất thời rối rít kháng nghị nữ nhân không có một người nào không có một cái nào đối với diện mạo của mình không cần vừa nghe không chỉ có không để cho trang phục xinh đẹp còn muốn cố ý hóa trang thành xấu nữ nơi nào chịu làm nữ nhân đối với xinh đẹp chú ý thậm chí có thể có cao hơn sinh mệnh bản thân ta là cảm thấy này điều thứ hai mới là chủ yếu nhất thiết bổ thiên trầm ngâm nàng vừa mở miệng chúng nữ lập tức cầm miệng điểm này biến hóa để cho sở dương cũng hơi bị khiếp sợ sở dương vốn là đã làm tốt lắm bị chúng nữ vây công mình muốn sự thật giảng đạo lý đẩy ra vỏ nát phản phục giải thích nói rõ hoặc là mới có thể làm cho chúng nữ nghe lời không nghĩ tới bổ thiên một câu cả phòng vắng lặng thứ nhất phu quân dưới mắt mới vừa vặn đi lên cửu trọng thiên khuyết đặt chân chưa ổn mà sắc đẹp ở không thời cơ thích hợp không nơi thích hợp đang là một loại họa loạn chi nguyên thiết bổ thiên đôi mắt sáng lưu chuyển nói tiếp theo nếu nói nữ vì vui mừng mình người cho các vị các huynh đề hiện tại cũng không ở chỗ này bọn tỷ muội các ngươi ngay cả trang phục được thiên tiên một loại rồi lại cho ai nhìn đây chẳng lẽ muốn cho những thứ kia cho chút nào không quan hệ người nhìn sao chẳng lẽ không phải không công tiện nghi những cái này ngoại nhân thật sự không đáng giá làm bổ thiên muội muội lời này nói đại có đạo lý cũng không phải là có chuyện như vậy sao chúng nữ rối rít trầm tư gật đầu tỏ vẻ đồng ý Đúng vậy, người mình yêu mến không ở chỗ này. Mình trang phục cho ai nhìn. Vừa nói như thế, nhất thời dối rít tỏ vẻ đón nhận sở dương ý kiến, chờ bọn hắn tới thời điểm. Chúng ta nhưng là phải khôi phục. Đó là tự nhiên. Sở dương vội vàng đáp ứng, sở soạn một cái mồ hôi lạnh. Lão bà ra tay, không thể tranh phong, đơn giản giới thiệu một chút tình huống bên ngoài sau. Sở dương cho mỗi mọi người cho vay một quả khinh linh ngọc, đeo ở trên người, sau đó đang ở bên trong tiến hành tỉ mỉ dịch dung công việc lúc này mới công chúng nữ đeo đi ra ngoài. Hiện tại mọi người vóc người dung mạo, dẫn câu rất thông tục lời của chính là nhìn phía sau, nghĩ tội phạm, nhìn mặt bên, nghĩ lui về phía sau, nhìn chính diện, nghĩ đang lúc phòng vệ. Gì kia, ta cũng không cần dịch dung, quá khó khăn. Hô duyên ngạo ba đỉnh đạc nói. Chúng nữ một trận im lặng, đúng là làm điều thừa. Bình tĩnh mà xem xét, hô duyên ngạo ba lớn lên tuyệt đối không khó nhìn, thậm chí có thể cũng coi là một vị mỹ nữ, hơn nữa rất có một loại bất kỳ cô gái cũng không có anh khí. Ừ, chính là. Bộ xương hơi to lên một chút, so với bình thường cô gái đại xuất tới vài hiệu mà thôi. Như vậy cô gái ngay cả là bản thân rất đẹp, nhưng tự nhìn đi trên đường so sánh với nam nhân còn muốn vạm. Vỡ bộ dạng, một loại nam nhân cũng tuyệt đối là kính nhi viễn chi. Ai nguyện ý bị nữ nhân làm bao cát đánh? Sở Dương đau răng dường như miệng liệt liệt, nhận khụ khụ. Nếu là ngạo ba không muốn, kia cũng không sao ý của ngươi là ta lớn lên rất xấu sao? Hô Duyên ngạo ba hỏi. Ách cái này. Sở Dương nhất thời há hốc mồm, động nói sao? Lão nương vốn là tự nhục nhã. Hô Duyên ngạo ba hừ một tiếng quay đầu. Sở Dương mồ hôi đầm đìa. Những lời này quá khó khăn giải thích. May nhờ Hô Duyên ngạo ba không cần. Chúng nữ sau khi đi ra, chỉ dùng một chút xíu thời gian, chính là các ti kia chức. Thiết bổ thiên trong khoảng thời gian này đem bọn tỷ muội tính tình mò rõ ràng, thuận miệng một phần sai khiến, chính là tất cả mọi người đều cực vui vẻ. Diệu Linh tỷ tỷ, ngài ổn trọng nhất, tự kiếm vất vả làm chúng ta gia tộc này đại quản gia sao? Bảo đảm tất cả mọi người nghe ngài chỉ huy. Cố Diệu Linh nguyên vốn là cố gia đại quản gia, hôm nay coi như là quan phục nguyên chức. Ừ, về phần hai vị chị dâu, đối với ngạo tà vân hai vị phu nhân nói nói, nhờ cậy ngài hai vị chịu trách nhiệm nội viện, sở hữu cô gái người ở, tỷ nữ, toàn bộ tùy các người chọn lựa, sau đó báo lên cho cho Diệu Linh tỷ tỷ, thích đáng an bài. Tốt. Đan Phượng cùng Ngạo Ba tỷ tỷ, hai người các ngươi chịu trách nhiệm đối ngoại, bao gồm an bài mua một loạt sự nghi, Ngạo Ba tỷ tỷ làm chủ, Đan Phượng muội muội hiệp trợ. Tốt, không thành vấn đề. Hai người này hợp tác cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tạ gia chị dâu, xin ngài tự chịu trách nhiệm những đứa bé kia mà như thế nào? Rất tốt. Chương 1848, trợ thủ tụ tập, thành viên tổ chức mới lập. Tạ Đan Quỳnh vợ Mai phu nhân ôn nhu uyển ước, tựa hồ toàn thân cũng tràn đầy cái loại nảy mẫu tính ấm áp, để làm những đứa bé kia tử đại quản gia, chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Trong chớp mắt, thiết bổ thiên tự toàn bộ an bài đi ra ngoài. Nhưng ngay sau đó giới thiệu sơ lược một chút cửu trọng thiên khuyết hoàn cảnh nơi này, vừa kêu đến mấy người làm tùy tùng, từ sở dương nơi này cầm tiền, chúng nữ ẩm ẩm đi, tản đi tử hà thành tiến hành đại mua đi. Này, như vậy được không? Sở dương có chút do dự, nhìn mình bên cạnh trong nháy mắt từ oanh oanh yến yến tự trở nên trống trơn khoáng khoáng. Tin tưởng ta, yên tâm đi, Thiết Bổ Thiên khẽ mỉm cười, "Ngươi không phải nữ nhân, ngươi cũng căn bản không biết nữ nhân. Những đồ này, bao gồm mua, giá tiền, cần dùng, chờ một chút. Nếu là đổi thành nam nhân tới làm, từ quen thuộc đến vào tay, không có nửa tháng thời gian đều chưa hẳn làm được, cho dù làm được cũng chưa chắc thuận buồm xuôi gió, nhưng đổi lại nữ nhân khô, nửa thiên cũng không cần, dễ như trở bàn tay." Thiết Bổ Thiên cười cười, "Này vốn là nam nhân và nữ nhân căn bản khác nhau chỗ ở." Sở Dương ngạc nhiên, này hắn hoàn chân không biết nhìn thấy sở dương kinh ngạc đột nhiên thiết bổ thiên nhẹ nhàng di động cước bộ đến bên cạnh hắn hỏi ta đây đây ta làm gì sở dương miệng liệt liệt cười nói bệ hạ bệ hạ nhiệm vụ chính là cho vi thần ấm áp giường ấm áp tốt giường là được những thứ khác cũng không cần ngài làm ơn thiết bổ thiên trên mặt nhất thời một trận đỏ ửng phun nói không có đứng đắn sóng mắt lưu chuyển nhưng như nước mùa xuân một loại vượt qua hắn một cái tự kiểu, sở dương tâm hồn đều say. Mặc dù thiết bổ thiên hiện tại cũng là đem trên mặt màu da bôi được đen, nhưng này thu ba nhất chuyển, vẫn để cho sở dương suýt nữa hồn bay thiên ngoại. Đây là thiết bổ thiên, lần đầu tiên dùng cái loại này tiểu nữ nhân sóng mắt nhìn người khác. Sở dương căn bản không có nghĩ đến, uy nghiêm túc mục hoàng đế bệ hạ, cánh cũng có thể phát ra loại này ánh mắt, hoàn toàn không có nửa điểm chống đỡ công, nhất thời tự tô. Lấy lại bình tĩnh, sở dương mới khôi phục một chút, nói bổ thiên thật ra thì ta muốn ngươi làm chính là là tối trọng yếu chuyện gì thiết bổ thiên hỏi ừ sau này thế lực của chúng ta bất kể phát triển tới chỗ nào sở dương trầm giọng nói cũng cần một cái trưởng khống toàn cục người mà người này không thể là ta thiết bổ thiên cao đôi mi thanh tú nàng là ai nghe thấy dây cung âm biết nhà ý chợt nói ngươi là tính toán chúng ta dưới mắt không có đại tướng làm tiền phong cho nên ở hiện giai đoạn, ta còn cần đấu tranh anh dũng. Công thành đoạt đất. Song phía sau trưởng khống đại cục người, đồng dạng là trọng yếu nhất gánh nặng. Sở Dương nhẹ khẽ thở ra một hơi, ta muốn ngươi, ở chỗ này, cùng ở Hạ Tam Thiên giống nhau, là một cái hoàng đế. Trưởng khống chúng ta sở hữu thế lực. Sở Dương thật sâu thấy Thiết Bổ Thiên trong đôi mắt. Một ngày nào đó, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết, chúng ta cũng muốn. Quân Lâm Thiên Hạ. Thiết Bổ Thiên trong lòng run lên. Sở Dương dã tâm, cánh to lớn như thế. Đây cũng không phải là cửu trọng thiên đại lục, nơi này là cao thủ như mây cửu trọng thiên khuyết. Quân lâm thiên hạ, thật có thể không, thế sự không có tuyệt đối, có việc sau, cảm tưởng, cũng đã thành công một nửa. Tương lai nhất định là sẽ đối kháng vực ngoại thiên ma, cho nên một cái mạnh mà có lực thế lực lớn làm hậu thuẫn là vì phải. Hơn nữa này cái thế lực phải tùy tự chúng ta toàn bộ trưởng khống. Thời chiến, chúng ta không thể dựa vào cửu trọng thiên khuyết thánh quân. Thậm chí, ngay cả tuyết lệ hàn cũng không có thể dựa vào, sống chết trước mắt. Chúng ta hết thảy cũng chỉ có thể dựa vào mình. Sở dương thanh âm rất nặng nặng. Nói, ban đầu tử tiêu thiên đế bực nào thực lực, bực nào uy phong, dốc hết sở hữu, như cũ vô năng ngăn cản thiên ma. Chúng ta ít nhất phải phát dương đến so sánh với tử tiêu thiên đế mạnh hơn, có càng thêm thực lực cường đại chuyện sau, mới có thể dám nói đi chiến thiên ma. Nếu không, bất quá là một cuộc trò khôi hài. Ta hiểu được. Thiết bổ thiên trong mắt loài ánh sáng, ôn nhu nói, chỉ cần là ngươi phải cần, ta liền có toàn lực ứng phó. Cho dù ngươi muốn cả cửu trọng thiên khuyết, ta cũng vậy có nghĩ biện pháp, cho ngươi đánh rớt xuống. Sở dương yêu thương nhìn nàng, nói, như vậy sẽ phi thường vô cùng cực khổ ngươi, cực khổ ngươi. Thiết bổ thiên khẽ mỉm cười, nói, so với lúc trước ngươi vừa tới thiết vân, đối mặt đệ ngũ khinh nhu. Chuyện kia sao đích ta còn khổ sao? Hiện tại, ta ít nhất còn ngươi nữa. Sở dương ha ha cười một tiếng, hào khí tỏa ra, chính xác hiện tại ngay cả gian khổ nhưng so với thiết bổ thiên chuyện kia sau hay là muốn dễ dàng rất nhiều ta với ngươi đi lên nguyên tưởng rằng chính là thực hiện bình sinh nguyện vọng thiết bổ thiên mỉm cười một chút nhẹ giọng nói sở dương thật ra thì ta vẫn nguyện vọng không phải là quân lâm thiên hạ cũng không phải là thành tại sao chúa tể ta chỉ muốn trở thành bên cạnh ngươi một cái tiểu nữ nhân thiết bổ thiên nhẹ nói nói đây là ta từ lúc sanh ra nguyện vọng đi theo ngươi làm một cái gà cho gà thì theo gà, gà gà cho chó thì theo chó tiểu nữ nhân. Ánh mắt của nàng có chút thâm thúy nhìn thoáng qua phương xa, rốt cục nói, bất quá, nếu đi theo ngươi, ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau đánh liều cuộc sống của chúng ta, ngươi nghĩ oanh oanh liệt liệt, ta liền cùng ngươi ác chiến thiên hoang, ngươi nghĩ kế hoạch, mưu lược vĩ đại nghiệp bá, ta liền cùng ngươi quân lâm thiên hạ, ngươi muốn quyết chiến thiên ma, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi tiếu ngạo sinh tử. Sở dương trong lòng một trận nhiệt lưu dâng lên, nói, đi theo ta, nhất định cực khổ ngươi. Thiết bổ thiên lẳng lặng nói, nhưng, dù sao cũng là ở chung một chỗ. Vô luận sinh tử vẫn còn an vui hoặc là lang bạc kỳ hồ. Xem tại Chu Yên Phun, Vên Sở Dương nhẹ nhẹ thở vào nhẹ nhõm, nói, là, thiết bổ thiên khẽ mỉm cười, chậm rãi từ chính nàng trong giới chỉ lấy ra thiên cơ khó dò huyễn ảnh ngọc, nhẹ giọng nói, nếu vì hoàng, hoặc là, muốn trở thành cái gì người lãnh đạo, liền không thể là thân nữ nhi xế chiều, ta liền có nhóm đi ra ngoài bước đầu kế hoạch cho ngươi xem, bao gồm các cấp chế độ, như thế nào phát triển, ngươi nhìn nữa bổ sung, chúng ta nữa thương lượng đã định. Sở dương nháy mắt mấy cái, nói, ừ, ngươi trước khác đeo lên cái kia, ừ, làm gì? Thiết bổ thiên cao mày không giải thích được nhìn của hắn. Khụ khụ, thời gian dài như vậy, vi thần nhưng là hết sức tưởng niệm bệ hạ. Thân thể, sở dương chen chúc chớp mắt, ta trước cùng bệ hạ tự tự vốn riêng nói, thiết bổ thiên nhất thời sắc mặt hồng thấu quay thân sẽ phải trốn lại bị sở dương một phát bắt được không khỏi phân trần thẳng khiêng hãy tiến vào gian phòng của mình phanh cửa đóng lại không được bây giờ còn là ban ngày không thể ban ngày thiết bổ thiên liều mạng địa xô đẩy sở dương thân thể liên tục cầu khẩn nếu không đến tối ban ngày thì thế nào ban ngày chẳng lẽ không có thể cho bệ hạ hồi báo công việc nhân luân đại sự mới vì nặng nhất những thứ khác cũng đứng sang bên cạnh sở dương thân thể trầm trọng địa đặt ở thiết bổ thiên mềm mại trên người, một há to mồm loạn vẫn loạn ngửi, một đôi tay lại càng đã sớm chân đi vào. Ở thiết bổ thiên trơn như nõn nà trên người tàn sát bừa bãi vuốt ve. Không được, ta đi trước rửa mặt. Thiết bổ thiên khước tử. Không cần. Bệ hạ nơi đó cũng sạch sẽ rất. Sở dương hội này đã đem mình cỡi được trơn, đưa tay lên đem thiết bổ thiên trên người cuối cùng che thể quần áo xé xuống. Nhưng ngay sau đó vừa người đè lên, bệ hạ, vi thần tới. Mời bệ hạ tách ra Trần Nga tốt trơn. Theo thiết bổ thiên vô lực địa ưm, thần tử chính thức vì đế vương cố gắng công việc. Khụ khụ, nơi này tỉnh lược 300 vạn chữ, đợi đến mấy người phụ nhân mang theo Hạo Hạo đáng đáng mua đội ngũ trở lại, sắc trời đã tối sầm đi xuống. Người có thể xem thường nữ nhân những khác bản lĩnh, cũng tuyệt đối không thể coi thường các nàng mua đồ dục vọng, bằng ít tiền mua hay là nhiều nhất thích hợp nhất đồ, vốn là nữ nhân thiên phú kỹ năng, bất kỳ nữ nhân nào đều có cái này vĩ đại bản lãnh, đập vào mắt có thể đạt được. Từng dãy xe ngựa, giống như hàng dài một loại địa tiến vào đến Lý Gia Đại Viện. Dĩ nhiên, hiện tại nơi này lại dùng Lý Gia Đại Viện cái danh xưng này đã không thích hợp, bởi vì sở thần y đã chính thức thành chủ nhân của nơi này, nơi này hẳn là tên là sở gia đại viện. Hô duyên ngạo ba đám người bắt đầu làm theo điều mình cho là đúng, riêng của mình phân chia riêng của mình lĩnh vực, tất cả mọi người là cực kỳ thông minh, làm khởi sự tình tới phá lệ mau chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi tự riêng của mình họa xuất tới của mình lĩnh vực hết thảy đều ở đâu vào đấy tiến hành tuyệt đối không có gì vượt qua nhưng là tuyệt đối không ít phù hợp tin tưởng coi như là tùy thiết bổ thiên tự mình đến phân chia phân bộ vị trí lớn nhỏ nhân viên nhiều nhất cũng chỉ có thể an bài đến nước này mọi người trong lòng cũng là hết sức rõ ràng mặc dù nơi này trên danh nghĩa là sở ra nhưng trên thực tế đến cuối cùng các huynh đệ vẫn còn phải ở chỗ này tụ tập nơi này cũng là các huynh đệ mọi người cùng chung gia nghiệp nơi này là khởi điểm nơi này là trụ cột nơi này lại càng mọi người mọi người nhà nhất nguyên điểm căn cứ địa chỗ ở cho nên mỗi người cũng rất tích cực chỉ mình lớn nhất năng lực hoàn thành công việc của mình rồi hãy nói mới tới động đến nhìn này cửu trọng thiên khuyết mỗi cái địa phương cũng lộ ra mới lạ một đám vợ của huynh đệ cửa trong lúc nhất thời tẫn cũng là hoa cả mắt có bực này địa phương tốt tự nhiên là muốn nhiều đi dạo cũng không nên nữa sống ở kia kỳ quái trong không gian Đến buổi tối, Sở gia đại viện lần đầu tiên xếp đặt buổi tiệc. Trên danh nghĩa là vì Sở gia đại viện Lạc Thành, kỳ thực tự nhiên là để hoan nghênh chúng nữ đến. Sở Dương cùng Thiết Bổ Thiên có mặt. Vốn đang tính toán muốn mời Ngôn Như Sơn cùng Miêu Nị Nị hai người, nhưng hai người vừa nhìn một bàn tất cả đều là cô gái, hơn nữa còn tất cả đều là xấu nữ, rất dứt khoát trực tiếp lời nói dịu dàng tạ tuyệt, tự hành. Muốn rượu và thức ăn hai người đối ẩm. Hai người này vừa hướng trước, vừa nói chuyện, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Này Sở Dương không phải là thần kinh có vấn đề sao? Chẳng lẽ là bởi vì công thể nguyên nhân rất được đả kích? Thời gian đối với không hơn sao? Ta xem hắn biết những nữ nhân này thời gian không ngắn. Có lẽ là thẩm mỹ quan có vấn đề, người vốn sẽ không quá hoàn mỹ, có tuấn phiêu bề ngoài, to lớn khí lực, còn trẻ tài cao, nhất thời chi chọn, nhưng thiếu sót một cái chính xác thẩm mỹ quan, ông trời già vẫn còn rất công đạo. Quả thật như thế, thật ra thì này mấy người phụ nhân vóc người cũng tương đối khá, chính là đen chút ít lại có là khó coi điểm. Cho nên ta nói Sở Dương thẩm mỹ quan có vấn đề, hắn tự thích như vậy đây. Cây cải củ rau cỏ các hữu sở yêu sao? Ai, đi theo mấy cái so với, ta đột nhiên ta cảm giác kia vị hôn thê thật ra, thì tự là một vị rất không tệ mỹ nữ tới. Có chút tưởng niệm. Gì? Ngươi còn có vị hôn thê? Tự như ngươi vậy lại còn có người cho. Không phải là ngươi mạnh đoạt dân nữ sao? Mau cùng ta cẩn thận nói một chút. Ai, nơi đó là ta mạnh đoạt được nàng. Nhận việc thực mà nói, rõ ràng là nàng bắt buộc được ta. A, à, ngươi kia vị hôn thê là mù đích sao? Ngươi nói lời này gì ý tứ? Có thể có gì ý tứ, lý trí phân tích a, à, chẳng lẽ không đúng lời nói thật sao? Chờ ngươi khôi phục, lão tử muốn cùng ngươi đánh một trận. Tự ngươi, nhớ năm đó bản nhiêu Chương 1849, việc cần làm ngay. Miêu nị nị ngôn như sơn hai cái đại nam nhân mở ra máy hát, theo rượu càng uống càng nhiều, đầu lưỡi càng uống càng lớn đề tài tự nhiên cũng càng xé càng xa. Mà bên kia, mang theo thiết bổ thiên lúc đi ra, mọi người ánh mắt cũng rất quỷ dị. Thiết bổ thiên đi lúc đi ra đã cố gắng khống chế, nhưng cặp chân vẫn còn rất có chút ít như nhũn ra, ngồi ở chỗ đó, dường như so sánh với một bãi bùn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chúng nữ cũng là người từng trải, rất là ý vị thâm trường địa ở thiết bổ thiên, trên người trên mặt không ngừng đánh giá thiết bổ thiên thật sâu cúi thấp đầu, ngay cả cổ đều đỏ. Nhưng ngay sau đó chúng nữ trên mặt cũng đều đỏ. Cho nên, bữa cơm này lại không có có người nói chuyện, đều ở yên lặng đi ăn cơm, yên lặng uống rượu, yên lặng gấp thức ăn. Ăn cơm xong, chúng nữ chạy chối chết một loại chạy. Thiết bổ thiên hung hăng thắt sở dương, nổi giận muốn điên, đều tại ngươi đều tại ngươi đều tại ngươi. Sở dương cười ha ha. Màn đêm buông xuống, sở dương lần nữa triệu tập chúng nữ khai hội. Mỗi người cũng phân phát mấy mai gia tăng tu vi đan dược, sở dương như thế cách làm tự nhiên là tính toán trong thời gian ngắn nhất, đêm này mấy vợ tu vi đến trí tôn tầng thứ có lúc đầu tự vệ lực, còn muốn càng mạnh càng tốt. Ở cửu trọng thiên đại lục, có thiên đạo hạn chế, nghịch thiên gia tăng tu vi không nên quá lượng, nhưng ở loại này hạn chế tự ít đi rất nhiều ít nhất ở đạt tới nhân cấp lúc trước, không có quá nhiều hạn chế. Tối thiểu, có quá nhiều giảm sóc, có thể hòa tan loại này cực nhanh tệ đoan. Trời cao vô tận. Đây cũng là cửu trọng thiên khuyết tu vi đánh giá. Trừ gia tăng tu vi, còn muốn thay đổi vốn có tư chất, sở dương sinh mệnh chi tuyền, còn có huyễn âm phần cốt thủy chờ một chút hiếm quý vật liệu, ở nơi này cửu trọng thiên khuyết dặm mới có thể chân tránh thể hiện đi ra ngoài vốn là ứng hữu tác dụng. Một đêm này chính là một lần không muốn người biết, nhưng ảnh hưởng ý nghĩa sâu xa tăng lên chi dạ. Sở Dương đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào, đem tay mình trên đầu tư chất nguyên lấy toàn bộ phương vị lập thể thức hình thức khuynh tình đầu nhập, phải muốn đạt tới lý tưởng nhất tốt nhất hiệu quả. Tất cả mọi người ở gian phòng của mình trong lặng lẽ tăng lên tu vi. Ở đại viện trọng yếu vị trí trên nóc nhà, một điểm nho nhỏ bóng trắng lẳng lặng địa đứng ở nơi nào đó bí mật dưới mái hiên mặc dù về điểm này bóng trắng tổng cộng cũng chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ nhưng giờ phút này cũng là hết sức chăm chú hổ ca thích phóng đi ra khổng lồ tinh thần nguyên lực đem chọn sở ra đại viện toàn bộ phương vị hoàn toàn phong tỏa ở chỗ này chính là nó chủ tràng nếu là tối nay rất đúng dịch địa có người dám can đảm quá tới quấy rối, hổ ca có đem chi không chút lưu tình hoàn toàn giết hết hơn đúng dịch chính là hai cái tu vi sâu xa nam nhân, ngôn như sơn, miêu nị nị một đạo uống lớn, say đến so sánh với say mèo còn say mèo, lần nữa bỏ lỡ cảm thụ mỗ ca kinh khủng uy năng cơ hội. Tại sao muốn nói là lần nữa đây? Dù sao chính là bỏ lỡ, một đêm, dị thường vững vàng địa lẳng lặng đã qua. Ánh bình minh, từng đợt đột phá hơi thở bay thẳng đến chân trời, rồi lại bị hổ ca cường đại lực lượng tinh thần sinh sôi chế trụ, không để chi tản mắt ra đi. Chúng nữ ở sở dương, không tiếc huyết bổn trợ giúp dưới nghe được phía dưới chúng nữ vui mừng động tịnh. Trên nóc nhà hổ ca bĩu môi khinh thường. Tự điểm này thành tựu cũng đáng được mừng rỡ. Không biết xấu hổ sao? Gặp qua quen mặt sao? Có chút kiến thức sao? Còn có thể có chút tiền đồ sao? Mất mặt kia, mất mặt a, à, thiết bổ thiên, vốn là sở dương tựu cho nàng đánh rớt xuống cực kỳ sâu nhiều trụ cột. Ở thời điểm, thực lực cũng đã đột phá trí tôn nhất phẩm. Lần này ở sở dương không tiếc huyết bổn để cao dưới, Thiết Bổ Thiên trực tiếp liên tục nói ra cấp 3. Cái này tiến độ mặc dù còn so ra kém Sở Dương, nhưng tương đối lên đại lục khác mới vừa phi thăng mà nói, cũng đã có thể cũng coi là cường giả. Tạ Đan Phượng trời chúng nữ cũng là như thế, trụ cột yếu nhất, đại khái là Ngạo Tà Vân hai người vợ, trải qua một đêm này tăng lên, hiện tại cũng mới miễn cưỡng đạt tới thánh cấp mà thôi. Ừ, cái này thánh cấp chính là cửu trọng thiên đại lục thánh cấp trình độ, cũng không phải là cửu trọng thiên khuyết thánh vị. Dạng sáng lúc Sở Dương cho tỉnh rượu sau đích ngôn như sơn lần nữa là một lần châm, lúc này mới chậm rãi đi đến đến phòng bếp. Không ít người đang khí thế ngất trời chiếu cố bận rộn, muốn một lần làm hơn một ngàn người thức ăn, nhưng là hạng nhất không thoải mái tiểu nhị, trừ muốn có đầy đủ nhân thủ, còn muốn có đầy đủ nấu nướng khí tài, cùng với nơi sân. Ở một bên, chính là mười miệng bát tô. Bát tô dặm là sở dương đặc biệt yêu cầu cơm canh. Sở dương định ra quy định, mỗi người, mỗi một bữa cơm, đều phải ăn canh không uống, vĩnh cửu đuổi. Nói thật, những thứ này cơm canh đối với mấy cái này nghèo khổ này ra thiếu niên mà nói, cơ hồ chính là vô thượng mỹ vị, làm sao có không uống. Nhìn cơm canh đã sùng sục đô bắt đầu mọ tắm, dường như cũng nhanh muốn chín. Sở dương vây bắt mười miệng bát tô đi một chuyến, một chút đặc biệt những vật khác, vô thanh vô tức thêm vào đại trong nồi sinh mệnh chi tuyền, cùng với, mỗi một miệng đại trong nồi, một viên cửu trọng đan. Những thiếu niên này, đều là sở dương trong kế hoạch phát triển đối tượng, sau này phát triển mấu chốt tính trợ lực. Những người này tư chất chất, nói đàng hoàng nói thật sự cũng không thế nào tốt, nói trở lại, nếu là tư chất tốt nói, ngay cả là tên khất cái, cô nhi, chỉ sợ cũng sớm đã bị thu nạp tiến vào có chút trong môn phái. Tư chất không tốt, không sợ, bởi vì sở dương trên tay có có thể nghịch thiên đồ cửu trọng đan, này là có thể cải tạo tư chất bảo bối, ban đầu ai cũng quá một viên cửu trọng đan, thể chất tự bởi đó hóa phế vì bảo những tiểu tử này, mặc dù là tổng cộng ngàn người xé xác ăn, nhưng cũng có thể ở vài ngày sau, tư chất tự trở nên rất khả quan, lúc đầu cũng làm có người trong trở lên tư chất chất, tốt một tốt, biến thành thượng giai tư chất cũng không phải là nhiều cần chuyện tình. Bữa ăn sáng, ngàn người ăn liên hoan cảnh tượng nhìn ở sở dương trong mắt, ngàn người cùng nhau ăn cơm thanh âm nghe vào tai đóa dặm, quả thực là có thể dùng tráng quan hai chữ để hình dung. Mặc dù lấy sở dương trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi có một sợi lưng đổ mồ hôi lạnh cảm giác, Nửa đại tiểu tử ăn chết lão tử. Những lời này thật là lời lẽ chí lý a. À. Sở Dương cảm giác này lời nói được quá có đạo lý. Những tiểu tử này lúc trước căn bản mỗi người cũng là ở vào đói khổ lạnh lẽo không khí trong, hôm nay có thơm ngào ngạt thức ăn ở trong tay, chẳng những để cho ăn, hơn nữa trông năm đủ, kia ăn uống tốc độ tự nhiên là không tầm thường, cơ hồ có thể có thể so với võ lâm cao thủ bâu đâu. Ánh mắt của mọi người cũng là lấy tôn kính cảm kích nhìn Sở Dương, tuổi còn nhỏ cũng không là vấn đề ở nơi này tình đời lạnh bó nhân tình lạnh ấm trên thế giới sinh tồn, để cho đám này tiểu tử cũng sớm rất quen thuộc. Tất cả mọi người biết, nếu là không có trước mặt cái này, đã biết những người này còn không biết được lạc thê thảm kết quả. Mỗi người tất cả đều là từ trong nội tâm cảm kích, ân cứu mạng, mạng sống chi dạ. Từ đầu tới đuôi, sở dương cơ hồ tự không nói lời gì, nhưng cũng đã đạt được những tiểu tử này chân thành kính yêu. Ăn no, bắt đầu riêng của mình phân phối làm việc mà. Trừ đi 10 tuổi trở xuống đích tiểu tử, những khác có một chút thể lực nửa đại tiểu tử cũng được an bài bất đồng chức vụ nhìn mấy người phụ nhân chỉ huy như định phân công nhiệm vụ sở dương liền không nhịn được muốn cười một đội một đội ngay ngắn rõ ràng rời đi phản xá sở dương trở lại nghị sự đường lập tức tìm người tiền lai like. an bài đem một ít bên mình lúc ban đầu mua đất cùng phòng ốc toàn bộ cũng đẩy ngã thành lập một cái thống nhất đại viện lạc có tiền dễ làm chuyện theo tiền đến vị bên kia cũng bắt đầu mới công trình dưới mắt sở dương vẫn còn tương đối không kém tiền nên hoa tiền tự nhiên không thể tiết kiệm, vãng tích lý ra đại viện, hôm nay sở ra đại viện như cũ ở khu trương gõ chống vận chuyển, sở hữu vườn hoa ao nước núi giả, toàn bộ bị săn bằng, một cái nhà nóc gian phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, tường viện bị lớn nhất hạn độ thêm nhiều, thêm cao, sở dương, đồ chơi này cho dù nữa như thế nào thêm nhiều thêm cao, cũng không nhiều lắm chỗ dùng a à. miêu nị nị lòng tràn đầy nghi ngờ, gặp phải cao thủ đến đây, một quyền tự đánh động, tỉ như là của ta nói mấy cái tát là có thể oanh sập ta tự có tính toán sở dương thản nhiên nói nhưng trong lòng đang suy nghĩ một quyền tự đánh động mấy cái tát là có thể oanh sập vậy có dễ dàng như vậy ta sở dương giám đốc kiến tạo từng viện còn không có chân chính xong việc đây đợi đến dựa theo của ta thiết muốn hoàn thành sau coi như là ngươi vị này thiên cấp cao thủ cũng chưa chắc có thể đánh động đi ra ngoài mỏi mắt mong chờ sao đang chuyện phiếm trong lúc trong lúc bất chợt giống to một tiếng từ đại môn phương hướng chuyển đến sở dương sở dương sở thần y đệ hảo huynh đệ của ta sau đó tự thấy nhóm lớn người tràn vào trước một người chính là thành chủ đại nhân văn đông lai thấy sở dương ba bước cũng làm hai bước xông lên một nắm chặt sở dương đích tay liên tục dùng sức lay động huynh đệ huynh đệ huynh đệ ngươi thật là quá kích động tình giật vu ngôn biểu sở dương bị kia lay động được đặt chân không yên trong lòng mắng không dứt nha tu vi cao rất giỏi a à bọn người lão tử tu vi lên rồi không đem ngươi nha dao động mệt dã rời thành chủ đại nhân thật sự là không cách nào không thịnh hành phấn kia có thể không hưng phấn a à. đêm qua phục dụng sở dương thuốc sau thành chủ đại nhân vãng tích hùng phong trong một đêm đem cái kia vẫn bởi vì nguyên nhân nào đó xem thường mình mình căn bản không dám đối mặt cái kia đàn bà thúi mà hung hăng thu thập một đêm đã gặp nàng cuối cùng ở dưới người mình liên tiếp cầu xin tha thứ bộ dáng thành chủ đại nhân trong lòng đích sảng khoái không biết đến cỡ nào thỏa mãn đến cuối cùng đã thành thẩm vấn còn dám xem thường ta sao còn dám gì kia sao còn dám gì kia sao mãi cho đến hôm nay dạng sáng mới từ một ít than bùn một loại trên thân thể mềm mại bò người lên thành chủ đại nhân ngửa mặt lên trời trường khiếu lão tử vừa được rồi lão tử lợi hại hơn thật con mẹ nó thoải mái a à, lần nữa thưởng thức đến loại này cực hạn mau nhạc hòa thỏa mãn thành chủ đại nhân đang trước tiên dặm cứ tới đây cảm tạ sở dương nếu không phải sở dương mình cả đời này. Nghĩ tới đây thành chủ đại nhân tựu sởn gai ốc A, à, sợ sau A, à, sợ hãi A, à, khủng hoảng A, à, kia bi thúc dục cảm giác ngàn vạn không nên đấu lại. Sở dương cười ha ha, vì thành chủ đại nhân chữa thương, cũng là ta làm là một người thầy thuốc ứng hữu chức trách. Vừa nói, giảm thấp thanh âm nói, chỉ bất quá còn muốn kéo dài nửa năm được trị liệu, bảo đảm mỗi nửa tháng một lần, nhất định không nên bỏ qua. Đúng đúng đúng, thành chủ đại nhân cười ha ha, rất có chút ít lời nói không có mạch lạc mùi vị, vung tay lên, nói, hôm nay ta đeo người đến, cùng hạ huynh đệ thăng quan chi hỉ, sở huynh đệ chính thức ngụ lại ở chúng ta này tử hà thành, hàng vạn hàng nghìn chi hỉ a à. a à, à, vậy thì tốt quá, mời mời mời, chư vị đại nhân bên trong mời, đại giá quang lâm, chính là sở mỗ vinh hạnh, chương 1850, trung thành mầm móng, một ngày hôm nay, lại là xếp đặt buổi tiệc, ca múa mừng cảnh Thái Bình, nếu không phải sở dương kiên trì, thành chủ đại nhân cơ hồ tự không nên lôi kéo sở dương xá cầm dĩ nhiên thành chủ đại nhân lần này tới vẫn còn kiêm thu sổ sách nhiệm vụ ngày hôm qua chẳng qua là đạt thành ý đồ còn chưa mở mới lấy tiền đây sở dương rất sung sướng nộp tiền thành chủ trong tay đại nhân có lương thực trong lòng cũng là không hoảng hốt hưng cao thải liệt địa uống một cái say mềm đưa đi nhất ba hữu nhất ba tới chúc mừng người đã lại là buổi tối nghiêu nị nị vừa khôi phục du rú trong nhà hàng này cảm giác được cái kia vị vị hôn thê đã sắp tới, đừng xem ngày hôm qua nói xong rất mong đợi bộ dạng, đây không phải là uống rất nhiều rượu lúc nói sao, hôm nay hận không được ngày ngày trốn ở trong phòng, đừng bảo là ra đại môn, ngay cả cửa phòng cũng không ra. Vì dễ dàng cho trường học, phòng của hắn nằm ở đại trong hội trường một cái gian phòng nhỏ. Nói là nhỏ, nhưng nơi này nhưng ngay cả vốn là lý ra bộ sách thương khố. Miêu nị nị một đầu chui vào, mất ăn mất ngủ, nhưng là tìm được bỏ đi chỗ, Ngôn Như Sơn trực tiếp dùng tinh thần năng lượng kêu gọi Sở Dương. Sở Dương vội vàng chạy tới. Có cái gì không đúng con a, à? chẳng lẽ lần này trọng thương để cho ta linh giác có vấn đề? Ngôn Như Sơn thật sâu cau mày, đám này tiểu tử ngày hôm qua nhìn thời điểm, cả đám đều là đồ rác rưởi, ngay cả bình thường cũng không tính là. Hôm nay làm sao đều có khởi sắc? Trong đó mấy thậm chí là trung thượng chi tư, này, làm sao có thể? Sở Dương trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng giả bộ hồ đồ, nga thật a à. xem ra liên tục ăn ba bốn bữa cơm sau đã có lên hiệu của ta linh giác không nên có lớn như vậy cạm bẫy sẽ không ngươi là vận dụng thủ đoạn gì sao ngôn như sơn tràn đầy xem kỹ nhìn của hắn sở dương luôn miệng kêu oan uổng ta nếu có thể có bực này nghịch thiên thủ đoạn có thể thay đổi người khác tư chất chất lời của ta nên trước dùng ở trên người mình a à. người khác không biết nói đại ca ngươi còn không biết trạng huống của ta ngôn như sơn vừa nghĩ những lời này nói xong đúng là rất có đạo lý hàng này chính đan điền trực tiếp chính là so sánh với đồ bỏ đi còn đồ bỏ đi thể chất nếu là thật sự có bực này có thể thay đổi tư chất thủ đoạn đã sớm dùng ở trên người mình như vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây chẳng lẽ ta linh giác chân có vấn đề nếu không không đến nỗi nhiều người như vậy cũng nhìn lầm rồi a à? ngôn như sơn trăm mối vẫn không có cách giải nằm mơ cũng không nghĩ ra nơi này đến tột cùng có thay đổi gì có thể tạo thành như thế chuyển biến cực lớn nói đại ca người xem có thể hay không là như vậy Sở Dương trầm ngâm nói, những tiểu tử này vốn là tư chất chất cũng không tệ, chỉ là bởi vì hàng năm cùng khổ nảy ra, thân thể tiềm lực bị từ từ tiêu ma, hoặc là ngoài chăn ở nhân tố che giấu. Hôm nay ăn uống no đủ sau, dinh dưỡng theo kịp, bắt đầu từ từ bày ra. Trước ngươi không thấy được, không phải là linh giác có vấn đề, chẳng qua là bị giả tượng cho che mắt. Ngôn như sơn cao mày, này có thể sao? Trước kia chưa từng có như vậy tiền lệ, linh giác cũng có thể bị mông tế. Sở dương bĩu môi, nói này có thể nói không chính xác thế sự không có tuyệt đối chân chính muốn xem xét tư chất lời của ít nhất muốn chờ qua đi mấy ngày qua chờ thân thể của bọn họ dinh dưỡng khôi phục bình thường mới có thể nhìn ra được bọn họ chính là tố chất trong mấy ngày này chính là lớn nhất hạn độ bổ sung trong hoặc là có chút thành kiến cũng chưa biết chừng ngài không cần quá để ý tin tưởng vấn đề sẽ không ở ngài trên người ngôn như sơn gật đầu ở tình không ra xác thực nguyên nhân lúc trước sở dương cái này thuyết pháp hoặc là nhất đến gần sự thật vậy thì chờ mấy ngày nhìn nhìn lại không chuẩn là trời cho người lương thiện để ngươi cái này đại thiện nhân lấy đại tiện nghi cũng nói không chừng ừ mượn nói đại ca cắt ngôn đúng rồi nói đại ca đả thương đoán chừng còn có mấy ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục còn phải bảy tám ngày sao ngôn như sơn trên mặt có nụ cười hôm nay đã nhẹ nhanh hơn rất nhiều có thể tụ tập nhất định đích thiên địa nguyên lực một loại hoạt động cũng không có cái gì đáng ngại thật tốt quá ngôn huynh khôi phục sau nhưng chớ có đã quên vương đao chuyện mà Sở Dương ha hả cười một tiếng, thì ra là tiểu tử ngươi là đánh cái chủ ý này, hoàn chân nghĩ đến ngươi như vậy có lòng, quan tâm ngươi nói đại ca đâu. Ai, thất vọng a, à, hắc hắc. Liên tục mấy ngày, Tử Hà thành quanh thân cô nhi phảng phất thủy triều một loại tuôn đi qua. Không kém tiền Sở Dương đại thiện nhân kéo dài mở rộng ra dễ dàng chi môn, cho đến tận này đã tiếp thu vượt qua 5000 người. Tử Hà thành vốn là quanh thân khu, 5000 người số định mức, trên căn bản coi là là hoàn toàn thu nạp sạch sẽ sở dương lúc này mới dừng lại khoách trương. Sành ăn hầu hạ đám này tiểu tổ tông cửa, gương mặt cười nở hoa. Những thứ này, chính là sở dương hùng vĩ kế hoạch khởi điểm. Buổi tối linh thú đánh cờ mở lại, kim gia cùng ngô gia, cũng rất có chút ít không cam lòng sở dương như thế nhanh chóng quật khởi. Nhưng sở dương cũng không đến đấu thú chàng bực này chỗ ở. Hai nhà nhân đối với lần này buồn bực cực kỳ, bắt được chân hữu tài không nên đấu thú, ý đồ phát tiết một chút trong lòng bị đẻ nén. Chân đại thiện nhân dứt khoát lái tới 5.000 tử hà tệ lớn tiền đánh cuộc, nghĩ tới ta tới cho hà giận, được, chỉ cần ngươi có tiền. Hổ ca liên tục hai trường giả chưa ăn cọp, ở vết thương đầy người buồn thiêu, dị thường thảm thiết, trạng huống dưới, vì sở dương cả thầy thắng một vạn bảy tử hà tệ. Ừ, liên đối bên ngoài tiền đánh cuộc. Hai nhà nhân đối với lần này kết quả kêu khổ thấu trời, nhằm vào chân hữu tài tâm cũng càng ngày càng mãnh liệt, cổ động điều động bổn ra tài chính trừ bị, không tiếc đánh một trận. Nhưng trần hữu tài từ kia sau cũng rốt cuộc chưa từng lộ diện. Tựa hồ tan biến tại nhân gian một loại. Liên tục ba ngày, sở ra đại viện tiến độ chính thức đi vào quỹ đạo. Trừ dưới mắt còn không có cao tầng võ giả chấn giữ ở ngoài, này trong cơ bản thượng hết thảy đều đã ngay ngắn rõ ràng. Sở hữu thu dưỡng cô nhi, trên căn bản cũng là năm sáu tuổi trở lên, 15 tuổi trở xuống. Sở dương trực tiếp dựa theo số tuổi phân đội. Sáu tuổi, một tổ, bảy tuổi một tổ, tám tuổi một tổ ừ, 15 tuổi một tổ. Sở Dương hiện tại mục tiêu chính là lớn tuổi nhất 14 tuổi, 15 tuổi này hai tổ. Những thứ khác đại địa cũng còn quá nhỏ, ngay cả người thiếu niên cũng không tính là, ở Sở Dương trong kế hoạch có khác những khác chỗ dùng. Hồ ca trong mấy ngày này dụ phát xuất quỷ nhập thần, trừ đúng lúc cùng Sở Dương yêu cầu tử tinh ở ngoài, tự không nữa làm sao lộ mặt qua. Sở Dương hỏi nó cũng không nói. Rốt cục, tối nay thượng, gì? Tử tinh không có. Động có thể không có đây hổ ca nhìn lên trước mặt so sánh với dĩ vãng thiếu hơn phân nửa tử tinh không khỏi có chút mất mát không có lúc này thật sự sở dương cũng thở phào nhẹ nhõm rốt cục không có người nào từng nghĩ đến mười mấy ức tử tinh đang ở ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian bị này lòng bài tay lớn nhỏ người nuốt sạch sẽ sở dương ban đầu còn ngoài ý muốn này tử tinh làm sao cũng có thể ứng phó mười ngày nửa tháng đây bây giờ nghĩ lại mình lúc ấy quá lạc quan một điểm làm sao lại không có đây Ngươi động không nhiều lắm trừ bị một điểm đây." Hồ Ca có chút ủ rũ. Trong mấy ngày này thương thế khôi phục chính là nhanh chóng phục hồi như cũ thời điểm, làm sao lại đột nhiên nghèo rớt mồng tơi? "Ừ, tử tinh đúng là không có, nhưng tử tinh chi tâm chỗ này của ta cũng không có thiếu, có thể được thông qua không?" Sở Dương nháy mắt mấy cái, đem thái độ phóng rất thấp rất thấp. "Gì? Tử tinh chi tâm được thông qua? Rất có thể được thông qua." Hồ Ca ánh mắt thoáng cái biến thành tử tinh chi tâm bộ dạng. Ngươi nói là sự thật sao? Mấy ngày qua buổi tối ngươi cũng tại sao đi? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ta liền cho ngươi để ngươi được thông qua. Sở Dương Thủy trung trăm mối vẫn không có cách giải, vốn là thằng này cũng là theo chân mình, làm sao này mấy thiên cũng chẳng biết đi đâu rồi sao? Ngươi không biết a? À? Hổ ca ánh mắt chừng được trượt tròn, dường như Sở Dương ứng với nên biết một dạng. Ta nên biết sao? Sở Dương một trận buồn bực, ta là thật không biết a. À? biết rồi còn có thể chăm mối vẫn không có cách giải còn khó khăn hỏi ngươi ta có bệnh a à? hổ ca trong nháy mắt hừng hực giận dữ gầm hét lên ta mấy ngày qua vì ngươi đi làm việc mệt chết việc cực ngươi ôm lão bà phong lưu khoái hoạt nhưng bây giờ thì ngược lại chất vấn ta ngươi có còn hay không điểm lương tâm thương thiên a à? đại địa a à? này có còn hay không điểm thiên lý liễu sở dương một đầu hắc tuyến ngài rốt cuộc làm gì rồi ngươi không có mắt sao ta mấy ngày qua cho ngươi đi làm sâu sắc độ trung thành âu hổ ca kỳ quái nhìn sở dương chẳng lẽ ngươi không biết ngươi là biết biến thành người giao ra nhiều như vậy thu dụng nhiều như vậy cô nhi hoặc là những người này sẽ ở vừa bắt đầu có cảm kích ngươi nhưng sau này theo thói quen phần này cảm kích cũng sẽ không có dùng các ngươi người lời của nói thăng thức dạ đấu gạo thù như vậy đơn giản đạo lý chẳng lẽ ngươi không hiểu sao ta đây là đi theo cái gì người a lão thiên không có mắt a dạ ngài trước khác phát điên đạo lý này ta tự nhiên là hiểu Sở dương co mày, trên thực tế, đây cũng là hắn hiện tại vấn đề đau đầu nhất. Theo bản năng nói, chẳng lẽ ngài có biện pháp gì giải quyết? Đúng vậy, bất kể còn tấm bé lúc cờ nào cảm kích. Nhưng, theo số tuổi tăng trưởng, lịch duyệt tăng nhiều, có thể thủy trung giữ vững lương tâm, thủy trung biết cảm ơn người vẫn còn quá ít. Ân cứu mạng cũng có thể phản bội, huống chi thu dụng chi đức. Huống chi, ở sở dương trong kế hoạch, những hài tử này cũng không phải là muốn tha ở bên người. Nếu là ở chỗ khác lớn lên sau khi lớn lên nhớ được không nhớ rõ ngươi cũng là hai nói chớ đừng nói chi là cái gì cảm ơn sở dương này mấy thiên nhất thẳng đang suy nghĩ cái vấn đề này nếu là không thói quen lời của hắn cũng chỉ chuẩn bị dùng những năm kia linh lớn chút sau đó mình bồi dưỡng một phần nhưng này cần rất nhiều nhân lực vật lực đợi đến những tiểu tử này thành tài sở tiêu hao vật liệu đúng là chân có thể đủ điền bình biển rộng nói nhảm biện pháp đương nhiên là có hồ ca đắc ý nói nói bọn họ cũng không tu luyện quá Ta chỉ là ở bọn họ tinh thần thế giới dậm, đưa bọn họ đã từng nghèo khổ trí nhớ cùng hiện tại bị ngươi thu dụng trí nhớ hoàn toàn khắc lục ở lòng của bọn họ đến chỗ sâu nhất mà thôi. Khác, đem tinh thần của bọn hắn trong thế giới tiến hành quy nạp, lột xác là một viên vĩnh cửu trung thành với ngươi mầm móng. Hổ ca nói như vậy, theo bọn họ trưởng thành, theo tinh thần lực tu luyện, bọn họ đã có càng ngày càng là trung thành với ngươi. Hơn nữa làm như vậy cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành bất kỳ gánh nặng hoặc thương tổn. Hơn nữa bởi vì tinh thần ngưng tụ tâm linh có ký thác, sẽ không phiêu diêu không chừng, đối với tu luyện còn có chỗ tốt rất lớn. Còn có chuyện như vậy, ngài không phải là nhờ ta đi. Sở dương mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nói, ngươi có phải hay không làm khế ước các chủng đồ. Loại đồ vật này nhất hạn chế một người thần hồn, đối với thần hồn hại thật lớn, nếu là làm như vậy lời của, ta thả rằng cũng không nên cái kế hoạch này. Ta nhưng lấy lợi dụng người trong thiên hạ, nhưng lại không thể lợi dụng như vậy còn nhỏ hài tử, đối với bọn họ nhỏ như vậy tự tiến hành như thế tàn phá sở dương vẻ mặt rất nghiêm túc đây cũng là hắn làm người điểm mấu chốt chỗ ở